Thì nó nằm ở 10 vị trí khác nhau, thì những quán cà phê đó là nó đều chung chương trình khuyến mãi này kia thông tin hết, nó chỉ khác nhau chỗ số điện thoại với lại địa chỉ thôi. Cho nên thí dụ như bản thân em là cái người update, mỗi lần em update mà một cái sự kiện mới á thì em phải vô từng con bot một em sửa. Thì cái này á, là Trackfield nó có cái chức năng á, là nó sẽ có một cái con bot chủ, những nội dung trên con bot chủ đó mà được sửa là tất cả những con bot con là được sửa theo hết, nó update theo. Như vậy hay à. Thí dụ như vậy thì em làm cho hệ thống đại lý á, thì đại lý dưới họ đâu có cần phải quản lý kịch bản nữa, kịch bản là do mình sửa hết, mình chỉ cần Đúng mình sửa rồi, đúng của mình rồi, đúng thôi. rồi. Ủa, cái đấy là có video của thằng cái anh gì chủ anh nào đúng không Hôm qua mới coi được cái video của thằng Jeff á. à? Nhưng mà sao mà mình thì Nhưng mà chưa, thôi tại vì thử như vậy thì hay. vô cái gói premium đó thì thấy nó để báo giá là 300 á. 300 là 300 trên một con 300 là bot cái con hay bot là chủ 300 thôi, trên tất cả 300 là những cái con bot đi chủ. vào trên này. Em hình dung được không? 300 là cái con Wow. bot con bot gốc thôi, còn những cái con bot phụ là không không cần trả phí. Bên này quan trọng là nó tính số lượng người này kia chắc nó vẫn dễ chứ. Đúng rồi, số user trên từng bot thì trả Đúng tiền user, còn cái chức năng mà sim đó thì rồi. chỉ trả tiền cho cái thằng mà gốc thôi. Cái đó thì mình thấy nó cũng hay, tính ra là hay á. Ví dụ như mình chơi viral, clone bot ra xong cái mình xin nguyên cái cụm content dữ liệu đó, ví dụ mỗi lần mình chỉnh kịch bản á là tất cả những cái con bot kia, kia đang cùng chạy đó là được update kịch bản theo. Đúng rồi, cái đấy thì hay, cái đấy dành cho hệ thống thì tốt hơn, hệ thống hoặc Trách phim mấy bạn ấy quay cái demo á, ví dụ như chỉ có cái block là thông tin về quán là điện thoại với địa chỉ á, là cái block đó nó nằm ở bên cái group riêng thôi, còn tất chuỗi. cả những thông tin logo từ câu chào rồi các cái kiểu là đặt bàn này kia á, là những cái thông tin nào mà nó giống nhau thì gom vô một cái group là group đó được xin đi đó, nó đồng bộ với nhau, và cái con bot nào mà được xin cái dữ liệu đó qua đó thì cái người mà quản lý con bot đó họ họ sửa cũng không được nữa, họ chỉ sửa cái block mà riêng ở ngoài thôi. Nhưng mà còn cái chức năng cron thì vẫn cron được ha, hay sao biết nữa. Tại vì thường thường như vậy thì phải cron bot ra đúng không? Nhưng mà nó sẽ nếu mà sửa màu chung một chuỗi đấy thì nó phải, ví dụ như nó sẽ cố định cái bot token với này bot ID chẳng hạn thì còn đỡ, còn được. Chứ hai cái đó mà thay đổi là coi như là cả cái gọi là cái IP của mình cũng thay đổi luôn mà. Thì cái nào mà nó giữa những con bot khác nhau á thì mình đặt, mình không có cho nó đồng bộ, còn cái nào mà giống nhau thì mình cho nó đồng bộ. Đúng rồi, để tí tìm hiểu thử. Xin chào nói chuyện. Anh biết cái hợp đồng của bên hai bạn. Được 6 người ha. Để anh kiếm cái đường link cái video đó gửi cho xem. Link đó đó. Ở dưới nó có cái video trên Facebook á, ở trên YouTube.
Đúng rồi, cái premium là một cái phí cố định, là nó gia tăng vô cái gói rồ, tức là cái phí trả bản rồ là mình phải trả, và mình muốn xài chức năng premium thì mình trả thêm cái phí của premium này. Như vậy là cái đấy là trả một lần hay trả nhiều lần không biết anh nhỉ? Cũng trả một lần, trả nhiều lần nè, cũng 300 đô một tháng, tức là nếu mà ai Đây. đi theo dạng hệ thống á. Vậy là cũng mắc chứ đùa đâu. Ừ, đúng rồi, 300 đô là nhiêu ta, 6, hơn 6 triệu, hơn rưỡi. 6 triệu rưỡi hả? Mà 6 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi rồi chưa kể kia là phí mà của rồ, của user tính rồ cái nữa. Nhưng mà được cái ví dụ như mình tính theo kiểu hệ thống mà lên cả 100 người thì nó lại quá bé. nó phải có hệ thống nhiều người mới dùng được. Thì ví dụ như là 300 đô này mà mình trả cho một cái người quản lý một con bot, không, trả cho coi như trả cho cái người quản lý con bot 6,5 triệu thì mà mỗi ngày ví dụ như nó mới cần cập nhật thì nó chui vô từng con nó sửa. Mình chia ví dụ mình chia theo kiểu mình tính theo kiểu là 10 con bot đi. Giống giống như là bình thường phải thuê 2 3 thằng để quản lý cả cái chuỗi bình thường. Tại vì tính ra nó tính cái phí này là nó tính là nó mình tiết kiệm thời gian, cái người setup bot thì tiết kiệm thời gian thôi. 6,5 triệu. Ồ, cái này nó lại cho anh một cái gợi ý nữa. Mình có thể tạo một con bot hả ta? Sim. Cái này chỉ là cái sơ đồ sườn trước không à, mình chưa thật sự chưa có gọi là một cái sơ đồ kịch bản chi tiết của một con bot. Nhưng mà nếu mà chúng ta khi mà làm setup con bot á, mà mình có thể list ra gì trước á, thì mình sẽ thấy trước được cái con bot của mình cần có những cái gì, thấy không? Rồi khi đó chúng ta có giống như mình có một cái phác thảo trước rồi thì mình bắt tay vô mình setup á, nó sẽ dễ. Thì chúng ta thấy cái kịch bản mà hôm rồi cái con nhà hàng đó đi, thì hầu như các cái con bot của nước ngoài nó khi mà bắt đầu người ta nhảy vào welcome thì nó sau khi nó chào mừng xong nó đều đưa ra những cái lựa chọn cho khách đó. Thì trong đó liên quan tới nhà hàng thì sẽ liên quan tới gì, à list ra, đặt bàn nè, liên hệ nè,
đánh giá nè. Đó, và cái main menu. À, bắt đầu với trong đặt bàn á, thì nó lại có những chức năng nào? À, thứ nhất là người ta đặt bàn thôi. Còn thứ hai là người ta đặt chỗ trước để người ta đãi tiệc. Đó. Rồi nếu mà ở trường hợp mà đặt bàn này không? Đặt bàn là để đến quán là dùng bữa đó, thì chỉ cần chọn thời gian, chọn số lượng để người ta sắp xếp cái bàn và sau đó xác nhận lại. Thì xác nhận sắp nhập số điện thoại nè, đó, thành công thì nó sẽ trả ra cái menu. Còn nếu mà đến đây muốn thay đổi thông tin thì nó lại quay trở về cái bước chọn thời gian này lại. Đó. Cái sơ đồ này cũng chỉ là một cái bài tập thôi. Bài tập mình giao cho mấy em đang hỗ trợ mình. Tức là mình yêu cầu là các bạn đó là hãy nhìn con bot này và sau đó vẽ ngược thành sơ đồ. Thì đang tập cho các bạn ấy là các bạn sẽ ngồi vẽ ngược sơ đồ trước để dần dần có một cái gọi là cái kỹ năng. Thì bắt đầu sắp tới tiếp cận một cái con bot mới thì mấy bạn sẽ làm cái động tác ngược lại, là phải vẽ sơ đồ trước rồi bắt đầu bắt tay vào setup con bot. Đó. Không, thì đến chế độ mà đặt tiệc đi. Đặt tiệc thì bắt đầu nó lại giới thiệu ra. Rồi chọn, cho khách chọn cái loại tiệc sự kiện nè. Chọn số lượng khách nè. Chọn thời gian. Đó. Chọn thời gian thì bắt đầu gì? Xác nhận. Không, nhập số điện thoại thành công menu. Còn nếu mà thay đổi thì trở về bước là số lượng khách. Rồi. Cái chức năng thứ hai là chức năng liên hệ. Chức năng liên hệ thì chúng ta luôn nên nhớ ha, con bot của mình nên luôn có một cái chức năng để khách hàng cần thì người ta liên hệ. Thứ nhất là số điện thoại và thứ hai tin nhắn, để lại lời nhắn. Đó. Thì mình thấy nếu như theo cái sườn này chúng ta nhìn thấy lướt ngang qua thì cái này nó sẽ gần gần giống như mà những cái chức năng cơ bản của một cái website của doanh nghiệp. Nhưng mà ở đây nó sẽ chuyển từ website, nó sẽ chuyển thành gọi là tin nhắn Messenger. Cho nên ngay từ ban đầu á, cái ngày đầu tiên mình tìm hiểu về bot á, mình thấy bot nó sẽ có một cái sự tương đồng với website. Tức là những chức năng trên website như thế nào thì chúng ta đặt vào trong bot, nhưng mà nó sẽ ở khía cạnh nó là cái cuộc trò chuyện với khách hàng. Đó. Rồi phần đánh giá, thấy không? Phần đánh giá thì xem đánh giá của các khách hàng, và đặc biệt là họ có thêm cái menu là giảm 50% khi mà có đánh giá, để lại cái phần đánh giá đó. Đó. Rồi cái này là xem lựa chọn thì nó sẽ đưa ra main menu. Thì main menu nó là như thế nào? Đây. Đấy, cái main menu thì nó lại như thế này. Rồi chiều thì có một số bạn là có vẽ sơ đồ đó. Nhưng mà rồi, chúng ta xem thử nha. Này. À, thì cái này thì ở của bạn Hoài á, là bạn liệt kê ra. À, bạn liệt kê ra chức năng gì đó. Rồi đến phần menu. Xem menu thì chưa có cái phần menu, chưa thấy phần menu. Còn của bạn Vinh. Bạn Vinh thì chúng ta xem thử cái này. À, bắt đầu nè, không, vô đặt bàn. Đó, đặt bàn thì cũng list ra được hai cái nè. Bàn ăn hay là đặt cho sự kiện nè. À, đặt xong rồi bắt đầu đưa về, chọn số người, chọn thời gian. À, rồi xác nhận thông tin lại và chạy về main menu. À, còn tới đây nếu mà ấy thì thay đổi thông tin thì nó lại quay trở về thay đổi cái các thông số là số người và thời gian đặt. À, và cái đoạn này thì nó còn phía dưới nữa thì chưa thấy bạn gửi cái đoạn phía dưới. À. Rồi. Thì cái này do mấy em nó là học sinh nó cũng mới bắt đầu nó tập tành thôi, thành ra mình cứ nói nó mấy em nó lúc đầu mấy em nó viết vẽ trên giấy, rồi mình mới nói là bây giờ các em tập đi, dùng Word, dùng phần mềm mai map vậy đó, dùng gì được mình dùng. Tức là quan trọng là gì? Quan trọng là mình phải có ngồi mình vẽ được nó ra cái đã, còn chưa có quan trọng cái chuyện mà xấu đẹp. Tức là mình phải vượt qua cái rào cản ban đầu á, là cái sức ì của mình, là mình chưa bao giờ mình list nó ra, mình viết nó ra. À. Thì đây bạn vẽ lại cái main menu thì nó bao gồm có đặt bàn, thấy không? Đặt bàn thì nó lại có đặt bàn với đặt tiệc, thì nó lại dẫn đến hai kịch bản mà đặt bàn đặt tiệc kia. Còn bây giờ về thức ăn đồ uống,
Đó, về thức ăn đồ uống thì nó lại có làm hai, là bữa trưa bữa tối rồi rượu tối rồi mình ăn tráng miệng, bữa trưa cuối tuần rồi vui chơi quà tặng, không thì nó tặng vui chơi đó. Rồi cái này là main menu thì nó lại có quay về cái thông tin đó, thông tin là không, thông tin về quán nè, hồi nãy là cái kia chúng ta đến là block liên hệ, là cái kia thì chúng ta vô nó đưa ra cái chọn block liên hệ, nhưng nếu mà trong main menu thì lại có phần thông tin lịch sử hình thành nè đó. Rồi cái người ta đọc ta thấy thích thì lại quay về cái chức năng đặt tiệc này đó. Rồi phần đánh giá thì thứ nhất đó là xem đánh giá của các khách hàng khác. À, ban đầu khách hàng vào Welcome thì mới chỉ show cái chức năng là hiển thị đánh giá các khách hàng khác thôi, nhưng mà khi nếu mà họ vào main menu thì lại mời họ đi đánh giá mình đó, mời họ đi đánh giá cửa hàng của mình, thì khi mà họ đánh giá từ 1 đến 5 sao và cho họ để lại ý kiến thì cảm ơn họ và tặng voucher. À, đây cũng là một cái hình thức để chúng ta là xin ý kiến khách hàng đó. Rồi khi mà tặng voucher thì mời họ để đưa về email, không hiển thị voucher nè đó. Rồi hiển thị voucher này thì sao, hiển thị voucher này thì bắt đầu khi mà họ đến quán thì họ sẽ đưa đưa cho cái người quản lý xem khi mà họ sử dụng đó. Hoặc là họ sử dụng voucher này để họ đặt bàn luôn, nghe không, thì nó lại quay trở về cái block đặt bàn lại. Thì thật ra cái này các bạn viết đó, nó dễ, cái này thì các bạn trong đầu hình thành thì nói chung là khá tốt đó. Nhưng mà đối với mình thì có thể là gì, khi mà mình viết cái con mình xem cái con bot đó, mình có thể mình viết cái block trước, mình viết cái block của con bot đó ra, mình coi coi nó có những cái block nào, block 1, block 2, block 3, block 4, rồi block này thì nó sẽ dẫn đi đâu, block này trong block này nó sẽ có những cái chọn nào, chọn này nó sẽ dẫn đi đâu, chọn này nó sẽ dẫn đi đâu, chúng ta liệt kê cái block ra đó. Rồi phần địa chỉ liên hệ nè, không thì địa chỉ liên hệ mà khi mà ở cái welcome nó chỉ có sử dụng chức năng liên hệ này thôi, gọi số điện thoại với để lên tin nhắn. Nhưng mà nếu mà ở trong main menu thì lại có gì, có thêm chỉ đường đó, địa chỉ hiển thị trên bản đồ. Đây là những cái cơ bản đối với một cái con bot mà chúng ta làm, chúng ta nhớ cần phải có ha. Thì thông qua cái con bot mẫu này á, mọi người thấy là chúng ta thấy nè, con bot đầu tiên phải giới thiệu được dịch vụ của mình, đầu tiên giới thiệu dịch vụ của mình khoan hả, mình khoan hả, nói là con bot tôi muốn có chức năng là chơi game ABCD đó, khoan, mình ngừng lại hết cái đó, phải không? Mình xác định đầu tiên con bot tôi nó phải giới thiệu cho khách hàng biết được tôi là ai cái đã. À, dịch vụ tôi đang có là cái gì đó, và trong đó tôi sẽ có một cái món quà để tôi đổi lại cái ý kiến của khách hàng đó. Ý kiến của khách hàng, đổi lại cái thông tin của khách hàng, tức là khách hàng mà vào bot thì tôi phải có cái cách gì đó, tôi thu thông tin của khách, tôi thu email, thu số điện thoại đó. Và sau đó tôi có phần quà tặng, tôi tặng lại. Đấy không? Rồi cái phần đánh giá từ 1 tới 5 sao, chúng ta thấy cái chỗ này rất là hay. Khi mà họ chọn ở trong bot luôn, mình không nói là đánh giá review ở trên fanpage nha, họ chọn trong bot luôn thì sao? Thì lúc này mình xin lấy ý kiến của họ và họ khen thì mình tặng voucher ra. Tại vì con bot nó sẽ làm tự động được cái phần này. Nếu như chúng ta để họ lên review ở trên fanpage thì rõ ràng con bot nó không có là quản lý được cái chuyện mà review trên fanpage. Nhưng nếu như chúng ta thiết kế cái này nè thì chúng ta lại có một cái gọi là mình sẽ chụp cái màn hình, chụp màn hình khách gửi đánh giá, mình sẽ làm feedback ở trên fanpage. Mình đem những cái này ra mình làm feedback trên fanpage. Đó. Đấy. Thấy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy nè, block này nó là bao nhiêu cái block chúng ta thiết kế ra. À, bắt đầu mình thấy nè, chào mừng xong thì ở đây rõ ràng họ chỉ đưa ra có ba cái thôi, và những cái menu kia họ giấu ở trong cái những cái lựa chọn cái menu khác đó, cái menu nâng cao ở đây đó, đặt như thế này đó, thì khi mà họ chọn một trong ba này thì cái này sẽ mất đi rồi. Thấy không? Rồi đặt bàn thì nó lại có hai cái, là đặt bàn ăn, đặt sự kiện. Đấy, nó giống cái sơ đồ đầu tiên, thấy không? Đầu tiên vô là có ba cái và cái main menu nó chính là cái quick reply, cái này là quick reply. Rồi. Đó, đặt bàn ăn. Đặt bàn ăn thì sao? Đặt bàn ăn. Đây. Đặt bàn ăn thì bắt đầu gắn thẻ. Gắn thẻ là khách hàng này là thuộc cái nhóm đặt bàn. Đó. Rồi bắt đầu đặt lịch,
Day time. Đưa qua calendar. À, API này hiện cái lịch ra. Rồi. Bỏ cái check này đi. Không? Nếu người này là event thì nó sẽ đưa tới event step 2. Còn nếu mà đã có rồi thì nó chỉ qua tập bàn luôn. Đấy, thông tin sự kiện. Rồi. Rồi nếu mà họ thay đổi thông tin thì sao? Nó lại quay trở về. Đó. À, rồi ở đây sẽ lựa chọn cái loại event nè, tức là ở đây bạn chọn sự kiện cho công ty tiệc cưới hay tiệc ngày lễ hay là những tiệc khác thì nó sẽ lưu vào các attribute event, tức là cái loại event đó, và hỏi số khách. À, chọn số khách xong xuống dưới này calendar star. À, calendar star xong thì nó lại qua vòng lập. Tại vì cái này nó sẽ là cái hàm này nó sẽ lấy cái gì, lấy cái thời gian ra. À, nếu cái loại đó nó là event, à, cái loại này nó là event thì nó sẽ chạy về event. Còn trường hợp còn lại nếu mà loại đặt bàn thì nó chạy qua cái block đặt bàn. À, chúng ta có hai loại là đặt bàn với đặt event. Rồi đó là đi theo cái hướng đặt bàn. Rồi bây giờ thí dụ như cái hướng mà liên hệ, đi theo cái nhánh liên hệ thì ở đây họ thiết kế đơn giản thôi. Đó, gọi điện thoại hoặc là để lại lời nhắn. Để lại lời nhắn thì nó lại đưa về một cái block để thu cái lời nhắn này. Đó, tới đây thì kêu họ nhập lời nhắn, để trở lại thì gửi cái lời nhắn này, gửi về email. À, và quân đang code, tức là nếu như khách hàng để lại lời nhắn thì lời nhắn này sẽ được con bot nó gửi qua admin cái nữa. Chúng ta hình dung không? Tức là khi khách hàng để lại thông tin liên hệ, để lại lời nhắn xong, lời nhắn này sẽ được send qua cho admin, send qua con bot, tức là con bot nó sẽ nhắn cho admin. Đó, chứ không phải là mình phải vào inbox mình đọc nữa. Là Quân đang làm cái code cái phần đó. À, ví dụ như giả sử Quân đang thiết kế đó là giả sử khách hàng bay vào welcome thì bắt đầu con bot nó sẽ thông báo cho người admin có một khách hàng mới vừa bắt đầu. Và cái người đó là first name là gì, last name là gì, rồi messenger user ID của họ là gì, avatar của họ là gì luôn. Đó. Để làm chi? Để sau này á, mình có cần gì cái mình chỉ việc mình bấm vô nó hiện lên. Thì mình thí dụ mình đang cầm điện thoại của mình thấy con bot nó nhắn tin qua khách hàng đó vào. Đó. Thì chúng ta có thể là chat với khách hàng đó, tức là mình trả lời tin nhắn cho cái con bot, nhưng mà con bot nó sẽ đem tin nhắn đó, nó sẽ gửi ra khách hàng. Mình và khách hàng sẽ chat với nhau thông qua con bot, chứ không phải là chat qua inbox của fanpage nữa. Chúng ta không cần phải vào inbox fanpage để chúng ta trả lời khách hàng. Và thậm chí ví dụ như khách hàng đang hỏi về món đó, chúng ta trong con bot đó, chúng ta chọn ngay khách hàng đó thì nó sẽ hiện lên cái form. Và chúng ta muốn gửi một cái blog nào đến khách hàng đó, chúng ta muốn dẫn đưa khách hàng đó đến ngay blog đó, thay vì mình phải tạo cái đường link kêu khách hàng bấm vào đó. Còn bây giờ mình đẩy kịch bản blog đó về cho khách hàng, nó chạy ra khách hàng luôn. Đó. À, rồi đến cái phần đánh giá. Nào, đây là bảng đánh giá. À, vậy là họ sẽ show ra, họ sẽ show ra cái review. À. Rồi sau khi mà họ xem cái review thì lại đưa họ là kêu họ bây giờ đến lượt bạn, bạn hãy đánh giá cho chúng tôi. Chúng ta thấy cái cách tư duy của nước ngoài thiết kế, họ khách hàng bay vào show ra tôi đã được đánh giá như thế này, rồi họ xem xong bây giờ bạn tới bạn đánh giá cho chúng tôi đi. À. Sau khi họ đánh giá xong nó lại được gửi cái thông báo này về email của admin. À. Để cái người quản lý họ nắm. Và cuối cùng là gì? Xuất cái phiếu coupon. À, tức là cảm ơn họ vì các bạn đã đánh giá, các bạn đã cho góp ý cho chúng tôi. À. À. Cái này là thực ra là thu email, nhưng mà không phải coupon gửi về email nữa mà coupon gửi ngay tại đây luôn.
Còn khách hàng, tâm lý khách hàng sẽ nghĩ à để là email đặng nhận coupon này trong email. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta dùng API, chúng ta vẫn có thể làm được cái việc là gửi coupon này vào email khách hàng. Thứ nhất là nó sẽ được cái là gì? Bắt buộc khách hàng phải nhập email thật. Khách hàng phải nhập email thật để họ nhận được cái coupon. Đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ lại dùng một cái JSON API thông qua Zapier, thông qua những cái hệ thống khác nữa để chúng ta từ khách hàng để lại email xong, con bot nó sẽ gửi email cho khách hàng. Đó. Rồi. Thì người này đã được nhận coupon rồi thì gắn thẻ vô, gắn thẻ người này coi như đã có nhận coupon. Đó. Rồi xong cái nó lại thông báo à vậy là bạn hãy nhớ là hãy sẽ đưa cho nhân viên của chúng tôi khi khi các bạn đến à. Thấy không? Thì ở đây là cái con bot mẫu này á là họ dùng cái ảnh ảnh có sẵn, ảnh có sẵn à, họ làm cái gallery. Còn đối với chúng ta thì chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng cái JSON mà tạo thiệp á, mình xuất ra coupon của bạn đây, mình xuất ra cái mã messenger, mã ví dụ mã coupon là mình lấy messenger UCID của khách hàng mình để lên. Rồi thấy không? Chúng ta thấy nguyên cái luồng mà đi và đánh giá là nó như thế. Rồi, đó là khi khách hàng người ta vô người ta chọn một trong ba cái này. Còn nếu khách hàng không chọn cái đó, khách hàng chọn cái main menu. À, khách hàng chọn main menu thì lúc này họ mới bị ngợp thông tin ra. Còn ban đầu vô nó chỉ đưa có ba cái ngắn ngủn à. Khách hàng chọn từ 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 chứ không show hết dịch vụ ra. À. Còn khi khách hàng bắt đầu vô chính rồi, lúc này mới thấy nè. Đó. Đủ hết trơn. Main menu không? Liên hệ hồi nãy liên hệ nó chỉ có sử dụng cái liên hệ thôi, còn bây giờ trong cái phần liên hệ nó sẽ có cái phần chỉ đường đó. Rồi cái phần đánh giá hồi nãy không, chúng ta thấy nó chỉ có cái phần đánh giá thôi, còn cái phần thông tin của chúng tôi thì nó sẽ để riêng để sau ở đây đó. Chừng nào vô main menu mới thấy được cái phần này. Rồi đặt bàn với đặt sự kiện thì nó quay trở ra đầu rồi. Còn bắt đầu menu, menu thì thức ăn, thức uống thì nó có cái là menu về thức ăn, thức uống và ok, voucher quà tặng. À. Nhóm voucher quà tặng thì ở đây là cái này nó sẽ share, có nghĩa là cái đường link nó sẽ share coi như là cái này nó làm mẫu, tức là cái voucher quà tặng này họ có thể là họ nhận hoặc là họ share cho người bạn khác để nhận. Ví dụ như đây chúng ta đặt cái link, đường link bot để khi mà bấm vào đây nó sẽ tạo ra một cái coupon, một cái voucher quà tặng cho khách hàng. Nè. Ví dụ như họ họ thích họ có thể share đi, tức là nó sẽ cái tư duy của họ chỗ này là đó là muốn cái chỗ này sẽ dùng chức năng này để viral đi. Khách hàng sẽ trở thành người bán hàng cho chúng ta thông qua cái chức năng này. Đó. Ở đây thì mình có thể đặt cái đường link m.me sẹt cái dẫn đến một cái block nào đó, và cái block đó nó sẽ tạo cái chức năng tạo ra cái voucher. Đó. Nó sẽ khác với lại cái độc lập với lại cái blog mà tạo coupon hồi nãy nha. Tạo coupon hồi nãy là tặng họ để họ cho họ để lại review. Đó. Còn cái này là đến đây là họ họ nhận cái voucher. Không? Cứ mỗi lần cái là bắt đầu nó sẽ có một cái nút để họ họ quay về cái menu lại. Đó, họ quay về luôn có một cái hướng để họ quay về cái menu lại. À. Rồi. Thức ăn nước uống thì bắt đầu ở trong này họ mới list ra, họ mới list ra à, thức ăn nước uống thì bắt đầu họ lại phân theo từng nhóm à, đầu tiên là bữa trưa buổi tối rồi các loại rượu nè à, bữa tiệc tối món tráng miệng à, bữa trưa cuối tuần à, thì bắt đầu bữa trưa thì bắt đầu người khách lại họ muốn xem thì họ mới họ có nhu cầu bữa trưa thì họ họ lại đến đến đây à, thì có thể là chúng ta sẽ làm một cái menu là một tấm ảnh để chúng ta đưa vào đây. Còn hai là chúng ta có thể là đưa thành dạng là gì? File PDF như thế này. Hoặc ba nữa là chúng ta dùng JSON, chúng ta gửi send cái file PDF vô luôn để khách hàng download về khách hàng xem. Đó. Và đặc biệt chúng ta thấy nè, cứ mỗi lần họ xem cái menu đi, họ xem menu xong thì nó sẽ dẫn họ đến cái blog đó là bạn đã sẵn sàng để đặt bàn chưa? À, bạn đã sẵn sàng để đặt bàn chưa? Lúc này nó lại mời. Sau khi khách hàng xem menu vô bay vô xem menu xong lại, bạn đã sẵn sàng đặt bàn chưa? Bạn xem menu rồi bây giờ bạn đặt bàn không? À, bạn đặt bàn thì bạn vô đặt bàn hoặc là đặt sự kiện. À.
Không, vậy thì chúng ta thấy thế này, chỉ vài cái block thôi, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta khui nó ra, khui cái tư duy nó ra, chúng ta thấy là trong này họ thiết kế là có ý đồ hết, nó cứ như cái ma trận, nó dẫn khách hàng đi lòng vòng rồi. Rồi, bây giờ hôm qua thì ở đây Lượng gửi tin nhắn hả Lượng? Nãy thấy gửi cái hình lên chưa kịp sale Cái hình của em vẽ tay nó hơi mờ. thì ở đây thì có nghĩa là tại bước đầu thôi thì giống như có yêu cầu để mọi người xem, còn bây giờ thì sẽ gửi cái này lên group để cho mọi người tham khảo ha, rồi cái file Word này sẽ vẫn giữ nguyên file Word này luôn để chúng ta có thể là gì, chúng ta có thể tự mình bổ sung thêm nội dung này vào đây ha, để coi như là mình sẽ có một cái kịch bản mẫu để mình tham khảo. Đây mấy cái mind map mình đi sưu tầm nè. Để đổi tên file cho mọi người dễ. Này là con bot Moto. Đây là con bot người tìm việc nè. Tìm việc với việc tìm người. Đấy. In. Thank you.
Còn một cái bot. Rồi, bây giờ cái sơ đồ đó thì chúng ta sẽ tham khảo sau. Thì giờ mình sẽ bước vào là mình là set up cái con bot là vòng quay may mắn. Hôm nay là chúng ta sẽ làm con vòng quay may mắn trước đi, tại con vòng quay may mắn nó tương đối nó dễ hơn cái con viral. Rồi cái link mà con vòng quay may mắn như sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái con vòng quay may mắn nha. Đó, thì chuẩn bị là gì? Thứ nhất là chuẩn bị chúng ta sẽ cần có một cái Google Sheet để là chứa cái cấu trúc của cái data. Đó, và cái file mẫu nó chính là bit.ly sheet data 8 nè. File mẫu nó là file này. File này chúng ta khoan hãy quan tâm mấy cái sheet mà của bên cái shop. Chúng ta chỉ quan tâm tới cái sheet của dòng quay thôi ha. Đấy, đây là sheet của dòng quay. À, giải thưởng đã set là giống như ở đây. Chúng ta sẽ có 8 cái giải thưởng nè. Đó. Còn đây là màu nền. Ngày xưa mình chưa có sử dụng mà cái ảnh mà đè lên á. Mình chưa có sử dụng cái ảnh này đè lên á. Thì chúng ta cần màu nền. Còn bây giờ chúng ta thậm chí chúng ta không cần quan tâm màu nền cũng được. Đó. Rồi, file ảnh. Thì cái file ảnh là cái file ảnh tròn này nè. File ảnh tròn này nè. Đó. Là 300x300. Thấy không? Thì thứ tự giải thưởng là bắt đầu sẽ tính từ cái điểm 12 giờ, tính từ điểm 12 giờ tính theo chiều kim đồng hồ. Đó, ví dụ như 8 giải thì chúng ta sẽ chia đều cái dòng này nó thành 8 rãnh. Còn lại chúng ta sẽ do bên design thiết kế như thế nào đó. Rồi, tài khoản free khuyến mãi .vip, cần phải có tài khoản free khuyến mãi .vip, thấy không? Và đặc biệt là cần có kiến thức cơ bản về chất fill. À, thì các anh chị đã sử dụng chất fill rồi. Rồi bây giờ các thông số cần thiết nè. À, chúng ta sẽ lấy cần đầu tiên là cần phải xác định được Google Sheet ID. Google Sheet ID để khai báo vào trong cái hệ thống free phiên mãi .vip á. À, mà Google Sheet ID nó chính là cái gì? Nó chính là cái dãy này nè. Đấy, nó chính là cái dãy này. Tức là mỗi một cái tài khoản cái Google Drive của chúng ta là chúng ta sẽ có một cái Google Sheet ID này khác nhau ha. Rồi. Rồi cái thứ hai là bot ID. À, tức là con bot của chúng ta nó sẽ có cái bot ID, nó chính là cái này, sau chữ bot trước chữ structure. Nếu mà các anh chị mà hôm rồi mà chúng ta đã xài viral rồi đó thì chúng ta sẽ biết lấy bot ID ở đâu. Đó, lấy bot ID ở đây. Rồi. Bot token. Bot token thì chúng ta sẽ đến cái mục configure, mục configure và đến mục Rostcat API token. Đây, Rostcat API token và chúng ta sẽ copy cái này. Đó. Rồi. Thì tiếp theo là khai báo cái tên miền re-khuyến-mãi.vip vào ba vị trí như hình ở trong mục configure á, là ở chat extension domain whitelist messenger extension url. Rồi bây giờ chúng ta vào trong cái hệ thống free phiên mãi .vip và chúng ta sẽ khai báo với ba cái này, thấy không? Khai báo ba thông số này. Rồi bây giờ Quân sẽ bắt tay vào, mình sẽ làm cái vòng quay may mắn ở trên con này ha. Giả sử đây là một cái Gmail hoàn toàn là mới. Rồi mình vào Google Drive. Rồi bên free.
Tài khoản Gmail này là cái này, mình sẽ đăng ký cái tài khoản nha. Rồi bây giờ mình sẽ đăng ký, đầu tiên là mình sẽ đăng ký cái tài khoản. Ở đây thì chúng ta đã đăng ký rồi cho nên chúng ta sẽ bỏ qua cái thao tác này. Email, mật khẩu. Đây, mã bảo mật. Không biết không nhỏ. Không hay o đi ta, không á. À, sai. Vậy là nãy không rồi, tại vì thường cái mã là mã hash, mã hash thì nó chỉ là từ A cho tới E à, ở từ A tới F à, còn lại mà gặp tròn tròn đó là số không, tức là nó là số và cái mã hash thì nó chỉ từ A tới F thôi. Ồ, mật khẩu cần kết hợp số và chữ. Hệ thống gì mà rắc rối quá ta, yêu cầu nhiều quá ha. Rồi đăng ký xong, xem luôn đi. À rồi chúng ta vào email để chúng ta kích hoạt lên. Ok. Rồi lúc này đăng nhập vô được rồi đó, thấy không? Còn cái tài khoản mà anh em ở bên nhóm khóa 1 á, là đã được nâng cấp lên cái gói đại lý đó, thì mình có thể tạo một cái tài khoản mới cho khách hàng, không cần phải đăng ký ngay từ đầu nữa. Tức là mình đăng nhập vô hôm rồi có giới thiệu với anh em rồi đó, là cái ở đây mình sẽ có cái mục mà quản lý nhóm á, thì mình sẽ thêm thành viên ngay trong cái tài khoản mình quản lý. Còn bên khóa 2 thì sẽ sau bữa nay thì chúng ta sẽ có thêm chức năng gọi là quản lý nhóm, tức là chúng ta sẽ ở cái quyền đại lý. Quyền đại lý thì khi mà chúng ta đi setup cho khách hàng là chúng ta tạo tài khoản cho khách hàng thông bằng cách là đăng nhập cho tài khoản mình, xong mình tạo tài khoản khách hàng, thì có nghĩa là tài khoản khách hàng sẽ trở thành tài khoản con của tài khoản của mình trong cái nhóm do mình quản lý. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy không, khi mà đăng nhập một cái tài khoản mới là nó trắng bóc như vậy nè, thì bắt đầu bước đầu tiên chỉnh sửa thông số. À, chỉnh sửa thông số là secret key. Đó. Quên coi coi tài khoản này ID mấy rồi, 1253. Rồi mình đặt secret key thì mình đặt tùy ý ha, 1 2 5. Hôm trước của khóa 1 cái này là con chatbot VIP đúng Đúng rồi, bot chat, bot chat chấm phím. Đây đây đây, hai thằng đó là một, hai thằng đó là một. À, hai thằng Rồi. nó đều là một thôi. Đây mình để mình đăng nhập cái con này đi. Quên. Tại hiện nay là hai hệ thống nó còn đang đang là một, nhưng mà hoàn thiện cái bot chat rồi thì mình sẽ tách cái read phiên mã chấm tiếp ra. Đấy. Đấy, 1253 nè, nó ID nó giống hệt nhau à. Rồi À, nó chẳng qua nó chạy trên hai domain hay khác nhau thôi. rồi Rồi. À. Bot demo ID 1253. Rồi tên fanpage. Tên fanpage thì chủ yếu là để mình ghi nhớ cái tài khoản này mình xài cho fanpage nào thôi. Ví dụ như tên fanpage là test k2. Rồi link bot là cái link ở đây, thấy không, link bot là link này, copy bỏ vô. À, ở đây nó dư https nè, xóa đi nha, đừng để https. Hồi trước á, là do thằng Jack Field nó không copy, nó không có https, sau này nó sửa lại rồi. Rồi messenger user id admin của bot chính là cái messenger user id của mình á, mình là admin thì mình sẽ lấy messenger user id, mà mình lấy bằng cách nào? À đây, mình tạo ra đại cái lock mà để lấy mess id đi. Đấy. Rồi mình tạo ra
Đấy, Messenger cho chơi đi. À, màu tím nè. Rồi. Bật cái blog này lên chạy. Nhưng mà sắp tới là chắc có lẽ là mình sẽ Messenger UC đi, là mình không giới hạn một một cái admin nữa. Tại vì chúng ta khi mà chúng ta kinh doanh, chúng ta sẽ có những cái người gọi là phụ trợ cho mình, gọi là mod rồi những người admin chung nữa, thì mình muốn cái thông tin này sẽ được bắn về nhiều người hơn. Thì có lẽ là sẽ bỏ cái mục này, bỏ mục này, nhưng mà sẽ khai báo ở trong chat field, tức là muốn cái tin nhắn này gửi về admin nào á. Thì thí dụ như chúng ta sẽ tạo đường link này, chúng ta gửi cho các admin đó, kêu họ vào đây để họ lấy cái mã số. Lấy mã số xong rồi gửi qua cho mình để mình đặt vào. Thấy không? Đó, thậm chí là có thể admin của bot là mình có thể cách nhau bằng dấu phẩy. Mình liệt kê hết tất cả những người admin của bot, tức là những cái thông tin là sẽ được đẩy cùng đồng thời về tất cả các admin đó. Đó. Rồi tiếp theo là bot ID. Thấy không? Bot ID. Đây, con bot của mình đang muốn nhúng vô cái dòng quay vô, thì chúng ta sẽ lấy cái bot ID. Chính là cái này đây. À, sau chữ bot là dấu gạch nè. Trước chữ structure nè. Đấy. Copy nè. Bot ID. Token. Rồi. Tới token. Token thì chúng ta qua configure. Token qua configure. Rồi, chúng ta đến cái phần token. Thấy không? Click lên là tự động nó copy, không cần phải nhấn lệnh Ctrl+C luôn. Rồi. Google Sheet ID. À, chúng ta sẽ trong quá trình là làm con bot và vòng quay nè, con bot shopping đặt hàng nè, chúng ta sẽ cần có một cái file Google Sheet. Đó, vậy thì chúng ta vào cái tài khoản Google Drive chúng ta tạo một cái sheet mới, tạo một cái Google trang tính mới. À. Bây giờ giả sử là mình sẽ đặt cái bản tính này là data cho bot test K2. Thấy không? Data test K2 là test này đây, thấy không? Đó. Rồi ghi chú thêm để nhiều khi quên. Đặt nó chất quá cái tên bot. Thôi mà đặt để test K2 đi, lát nữa có gì đổi tên cái tên bot lại. Rồi. À, vậy thì cái trang tính của chúng ta như sao? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cần, chúng ta muốn là mình đang muốn là mình sẽ làm một cái dòng quay. À, dòng quay. Dòng quay. Rồi, vòng quay vậy thì nội dung chúng ta dòng quay chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ lấy giống như cái sheet mẫu này đây. À, chúng ta sẽ copy giống cái sheet mẫu này. Nó chỉ có 4 cột thôi. Đấy. Rồi. Đặc biệt là nhớ hai cái tiêu đề đầu tiên là không được sửa gì hết, phải giữ nguyên cái tiêu đề đầu tiên. Phải giữ nguyên như thế này nó mới chạy đúng. Đó. Có thể các nội dung dưới này là chúng ta sẽ thay đổi được, thấy không? Chúng ta sẽ thay đổi được. Hoặc là giải thưởng này chúng ta có thể là tăng lên được. Đó. Hồi trước mình làm có cột color, bây giờ thật ra bây giờ cũng không cần cột color luôn rồi. Đó. Nhưng mà mình cột color để lát nữa chạy cho mọi người thấy thôi. Rồi. Bây giờ giải thưởng của mình, ví dụ như giải thưởng số 1 là cái iPhone X, giải thưởng số 2 là theo kiểu là may mắn lần sau gì đó, nhưng mà mình sẽ để là like. Giải thưởng thứ 3 là cái biệt thự, giải thưởng thứ 4 chúc bạn phát tài, sao đi, thấy không? Rồi. Đây là cái màu nền. Thấy không? Nếu như mà chúng ta copy nguyên cái sheet kia á, thì nó sẽ có cái chức năng á, là màu nền này nè. Khi mà chúng ta sửa cái mã màu là màu nền nó sẽ thay đổi theo. Thay vì chúng ta sẽ copy theo kiểu là mình copy cái này. À. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng không cần quan tâm, tại vì mã màu hash này là chúng ta đã biết cách lấy rồi. Đúng không? Chúng ta lên Google, chúng ta đánh chữ hash color. Đánh chữ hash color là ở đây Google nó sẽ hiện ra cái bảng mã màu để cho mình chọn thôi. À, mình muốn cái màu đầu tiên, cái ô đầu tiên là cái mã màu này. Đó. Thì copy thằng này thôi. Ừ. Thay vào. Đó. Rồi. Cái cột mặc định này là mọi người sẽ hiểu nó chính là gì. Đó chính là mình set nó chạy ra giải 2, giải 4, giải 6 với giải 8 thôi. Hình dung được không?
tức là bốn cái giải là 1, 3, 5, 7 là cái mồi, giải mồi thôi. Còn nếu mà mọi người bỏ trống như thế này thì nó sẽ random một trong 8 giải. Đó. Còn nếu mà mình muốn nó chỉ xuất hiện 2, 4, 6, 8 thì mình đánh như thế này. Còn giả sử mình chỉ muốn nó ra cái giải số 4, vậy thì sao? Để số 4 thôi. Đó. Mình muốn nó chỉ ra giải số 8, để số 8 thôi. Hoặc là mình muốn là 2, 4, 6, 8, nhưng trong đó giải 2 xác suất ra nhiều lần hơn. Thì như thế này. À, mọi người hình dung được không? Rồi, còn đây là cái link của cái ảnh nền mình thiết kế. Link của cái ảnh nền mình thiết kế này đây. Đó, thì mình có thể dùng Photoshop ABCD gì đó. Mình sẽ đặt vô xong rồi mình save. Nhưng mà nhớ ha, mình cho cái ảnh nền này là trong suốt ở phía diện ngoài nhìn cho nó đẹp nha. Hôm rồi có nhiều bạn là chơi cái ảnh là nó còn nguyên cái khung màu trắng này nè. Nhìn nó mắc cười lắm. Đó. Nếu mà không có ảnh nền thì nó sẽ như thế nào và có ảnh nền nó sẽ như thế nào ha, thì chúng ta lát nữa chúng ta sẽ test, chúng ta sẽ thấy. Rồi bây giờ chúng ta đã tạo cái sheet xong, chúng ta có dữ liệu xong, chúng ta sẽ lấy cái gì? Lấy cái sheet ID. Sheet ID này nè. Đó. Copy. Khai báo vào cột sheet ID. Vậy là chúng ta đã hoàn thành tất cả các cái thông số cần thiết ở trong tài khoản podcast.vip. Và chúng ta chỉ khai báo một lần duy nhất mà thôi. Từ sau này chúng ta thay đổi, chỉnh sửa mà giải thưởng, chỉnh sửa mà shopping, chỉnh sửa các cái danh mục sản phẩm mà của cái con shopping sắp tới đó, chúng ta không cần quay trở lại podcast.vip nữa. Cứ như thế mà để cho nó chạy thôi. Chỉ trừ khi nào chúng ta thay đổi cái này. Đó là khi chúng ta thay đổi cái tài khoản này qua một con bot khác, chúng ta không muốn podcast.vip này chạy cho tài khoản cho bot này nữa. Chúng ta thay đổi token đó. Còn bây giờ chấp nhận là xong. Chỉ nhớ cái con bot này là 1253. Thấy không? Chỉ cần nhớ ghi nhớ cái con bot này có hai thông số ID và secret key. ID và secret key là 1253. Đây, sau khi chỉnh sửa xong ở đây nó đã liệt kê rồi. Đó. Rồi. Bây giờ thường mọi người sẽ hay quên một thao tác gọi là xuất bản lên web. Tức là để hệ thống nó đọc được các cái giải thưởng này thì chúng ta cần có cái thao tác gọi là xuất bản lên web. Bấm lên xuất bản. Ok. Là xong. Rồi, đừng quan tâm gì tới nó nữa. Đó, vậy là xong rồi đó. À. Rồi. Đó là cái thao tác chuẩn bị. Rồi thao tác chuẩn bị kế tiếp nữa là gì? Chúng ta sẽ đưa cái domain mà nó chạy cái dòng quay may mắn á, domain cũ á. Domain cũ là cái domain gì? Domain cũ là cái domain re khuyến mãi chấm vip. Còn domain mới của chúng ta nó sẽ là cái gì? abi.botchat.vip. Nào, đặt ở đây một chỗ. Đặt đây một chỗ. Đặt vào đây một chỗ. Mục đích của nhiệm vụ là chúng ta đặt cái này nè để làm chi? Để con bot nó sẽ hiển thị cái dòng quay may mắn này thành cái pop up, chứ nó không phải là nó bật ra một cái tab mới. Nó không phải bật ra cái tab mới nữa. Rồi mọi cái khai báo đã xong nha. Rồi chúng ta quay về bắt đầu chúng ta sẽ up kịch bản nè. Rồi để chạy dòng quay may mắn thì chúng ta sẽ có cái đường link như sau. Copy cái đường link ở trong bot này ra cho nó nhanh. Hãy
Ok. API.botchat.vip. Đây là cái đường link mà chúng ta sẽ đặt vào trong con bot. Rồi bây giờ mình xuống xuống dưới này mình tạo ha, tạo kịch bản cho dòng quay may mắn nè. Rồi mình chèn cái comment vô để mình nhớ cái đường. Rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ khám phá coi ở trong cái đường link này nó sẽ có những cái attribute nào. Đó. Khi mà chúng ta làm việc với một loại một cái JSON, một cái API, một cái đường link thì chúng ta sẽ coi trong đường link nó sẽ có những cái thông số nào để chúng ta biết chúng ta xử lý. Đầu tiên, thông số đầu tiên là ID. Đó, thông số đầu tiên là ID. À, vậy thì chúng ta sẽ tạo ở phía trên này setup attribute ID. Rồi ID thì chúng ta nhớ hồi nãy cái tài khoản ghi chúng ta là 1, 2, 5, 3, phải không? ID nè, 1, 2, 5, 3 nè. Đó. Rồi cái thứ hai là cái seed. Đó. Cái seed á là chính là cái seed vòng quay này nè. Thì cái seed này nó lấy ở đâu? Cái seed này nó lấy ở đây. Dòng quay, cái seed này chính là OD6. Đó. Chúng ta lấy đây, chúng ta vô đây, chúng ta thấy dòng quay, cái seed của nó là OD6. Rồi, Messenger CID là màu tím rồi, cho nên là chúng ta không cần khai báo, chúng ta chỉ cần là mấy cái ông mà màu nâu này thôi. Name tức là tên. Tên của khách nó sẽ hiển thị ở trên. À, chúng ta có thể cho first name, last name. Hoặc là chúng ta có thể truyền cái thông điệp gì đó thông qua cái name này cũng được ha. Rồi tiếp theo là cái avatar. Theo mọi người thì avatar chúng ta sẽ đặt cái gì vô đây? Chính là chúng ta sẽ đặt cái profile pic URL. Rồi cái title. Title là cái tiêu đề của cái khung cửa sổ. À, mình đặt là vòng quay may mắn. Rồi button. Button có nghĩa là cái nút bấm á. Nội dung của nút bấm là cái gì? À, button. Chúng ta sẽ để là quay nhé. Rồi font size. À, kích thước của font chữ. Font size tức là kích thước của cái phông chữ ở trên cái dòng quay á. À, chúng ta cho là 12 trước đi. Rồi background. Rồi lượt quay. Rồi background này nó là cái gì? Đây Quân chạy lên cho mọi người xem giải thích. Đây khi mà hiển thị một cái dòng quay lên nè. Background nó chính là cái ảnh nền ở phía bên ngoài này nè. Cái hình đỏ đỏ phía bên ngoài. Còn cái hồi nãy cái attribute button chính là cái chữ săn quà, tức là mình có thể thay đổi cái thông điệp này. Còn hồi nãy cái name nó chính là cái chỗ Lê Quân này. Đó. Rồi còn cái lượt quay này nó chính là cái thông điệp nằm ở đây. Lượt quay này nè, nó chính là cái thông điệp nằm ở đây. À, vậy thì ở đây chúng ta có thể là chúng ta để Lê Quân như thế này cũng được, hoặc là chúng ta sẽ bỏ hẳn với Lê Quân mà chúng ta chỗ name chúng ta bỏ trống. Đó, chỗ name chúng ta để nó set, còn ở chỗ bên cái phần lượt quay thì chúng ta để một cái thông điệp là mời Lê Quân lắc điện thoại hoặc bấm nút quay nhé. À. Rồi background. Background thì đơn giản, background thì chúng ta sẽ vào
img.com đúng không? Rồi mình kiếm một cái ảnh nền mình upload lên. Upload lên. Rồi, giả sử mình up cái ảnh này nha. Ồ ảnh này hơi nhỏ rồi. Kiếm ảnh lớn lớn tí à. Này kiếm cũng hơi khó. À, giả sử mình up cái ảnh này nha. Rồi. Thì cái nhiệm vụ là chúng ta nhớ chúng ta lấy cái email address thấy không? Chuột phải lên copy email address hoặc là chuột phải lên open email in new tab thì chúng ta sẽ có cái link địa chỉ của cái ảnh này. Cái thao tác này là mọi người hay bị vướng, là các anh chị mà chưa quen với internet thì chúng ta hay bị vướng là chúng ta không phân biệt được cái link của ảnh, link gốc của ảnh với lại cái link này. Hai link nó hoàn toàn khác nhau. Link này là link gốc của ảnh ha. Còn cái link này là chỉ là cái link nó bật img.com để người ta xem thôi. Đó. Rồi chúng ta đưa vào background. Rồi lượt quay thì mình tạm thời mình để nó chỗ này là lượt quay. À, mình cứ để ra đi để mình coi coi nó là cái gì. Đó. Rồi. Rồi đủ thông số chưa? Rồi bây giờ chúng ta lấy cái link này chúng ta cho vào button. Rồi hãy bấm nút quay. Nào. Đó. Rồi đó là chúng ta mới ráp lên cái phần đầu tiên. À, chúng ta chạy thử coi. Đấy, nó hiện ra bóp bóp như vậy là ok. Đây, và dòng quay chúng ta nè. Cái button là chúng ta có chữ dây quay quay nhé nè, thấy không? Cái chỗ name chính là chữ first name, last name nè. Còn cái chỗ này là lượt quay. Chúng ta thấy chỗ này là lượt quay không? Nó chính là cái này. Nó chính là cái này. Đó. Rồi, ví dụ nha. Bắt đầu Quân setup đổi lại. Chỗ này không phải là cái name, không phải là first name, last name nữa. Quân đặt nó set nè. Thử nha. Rồi. Chỗ này cũng đặt cái thông điệp như thế này. Mời first name, last name, lắc điện thoại hoặc bấm quay. Đó. À. Vậy thì chúng ta xem nha, mình chạy lại. Đây, thấy không? Mời first name, last name, lắc điện thoại hoặc bấm quay. À, còn cái avatar của khách hàng nó đặt ở trên này, kế bên thông điệp luôn. Rồi. Và quay nhé. Chỉ có giải thưởng 2, 4, 6, 8 là được rơi vào thôi. Đó. Không, trường hợp này là thả like. Rồi. Quay nhé. Đấy, chúng ta thấy cũng vô like nhưng mà lúc này nó nằm ở vị trí, cái kim nằm ở vị trí khác, thấy không? À, quay nhé. Giải thưởng khác rồi nè, thấy không? À, vậy là mình thấy là do mình quy định cái sheet này là 2468 và giải số 2 rơi vô nhiều, giải số 2 là cái giải like rơi vô nhiều. À, bây giờ mình giả sử mình cắt bớt đi 2468. Rồi bây giờ Quân bỏ cái link này nha. Quân bỏ cái đường link này. Xóa đường link này đi. Vậy thì lúc này chúng ta xem cái dòng quay nó như thế nào. Đây. Khi mình xóa link hình đi thì nó sẽ là xuất hiện cái dòng quay là với cái phần test. Đây, phần test đây. Thấy không? Mình đặt bản chất mình đặt lên ảnh là nó đè lên cái dòng quay này thôi. Đó, like bạn cả nhà. Đó. Rồi
Đó là cái cách để chúng ta kết nối, là chúng ta test như thế chúng ta thấy hiển thị được trong quay rồi, nhưng mà hồi nãy giờ mình thấy là nó bị dướng cái chỗ là không có trả kết quả về. À, thì để trả kết quả về sẽ cần, để trả kết quả về thì phải cần một cái gọi là cái block trả kết quả, mà block trả kết quả nó sẽ có tên là spin KQ, bắt buộc phải đúng tên spin KQ và kết quả vòng quay nó sẽ là spin kết quả đây. Đây, spin kết quả nè. Đó, spin KQ, thấy không? Rồi. Tức là sau khi khách hàng quay xong trúng giải gì thì nó sẽ gửi cái tên giải thưởng đó, nó gửi thông qua cái qua các CPU này, nó gửi về cái block này, block này bật ra và nó kèm theo tên của cái giải thưởng cho khách. Đấy, chúng ta quay thử nha. Ôi, chút xíu nó trúng iPhone rồi. Đấy, mọi người thấy không? Nó rơi vô giải thưởng chúc mừng năm mới thì nó sẽ trả về kết quả chúc mừng năm mới. Rồi bây giờ mình quay cái giải khác thử nha. Rồi lại chúc mừng năm mới. Giờ mình không thích, rồi mình chỉ thích cái bảng là ham tiền, năm mới nhiều tiền nhé. Vô giải số 6 thôi. À, vô giải số 6 thôi. Quay. Đó, năm mới nhiều tiền nhé. Không? Rồi bây giờ mình muốn trả lại cái mình muốn trả lại cái ảnh đi cho nó đẹp, mình làm có cái ảnh nhìn nó sinh động hơn, thì mình trả lại đường link của cái ảnh vào đây cái vòng quay. Đó. Thì đây chúng ta xem, đây trả lại cái ảnh vòng quay nè, đúng không? Và năm mới nhiều tiền nó sẽ chỉ vô cái hình cái đồng tiền này thôi nè. Đó. Rồi bây giờ muốn cho khách hàng trúng iPhone X quy định là quay vô giải 1. Không? Quay vô giải 1. Đấy, chúng ta chỉ cần sửa như thế này thôi là cái dòng quay lúc nào nó cũng quay rơi vô giải 1 hết. Đó. Vậy là ở đây có một cái gợi ý cho các anh chị kinh doanh sản phẩm mà viral, tức là chúng ta sẽ có một cái câu chuyện mới, khách hàng chơi viral khách hàng phải share khách hàng mới trúng giải, còn bây giờ vô chơi cho khách hàng quay số trước, mình sẽ cho khách hàng quay số trước. À, khi khách hàng quay số thì khách hàng trúng ngay cây son rồi, trúng liền luôn, rồi sau đó bạn trúng rồi phải không, bạn hãy chia sẻ mời thêm bạn, cho bạn của bạn cũng được quay trúng như thế giống bạn. À, tại do mình đã mặc định sẵn là luôn lúc nào cũng trúng hết. Thí dụ như giả sử cái dòng quay này chúng ta có hai ba loại son, chúng ta rơi vô hai ba loại son ngẫu nhiên hết luôn. Đó. Đây chính là cái phần setup thô để chúng ta biết cách, thứ nhất là chúng ta khai báo các thông số, khai báo các thông số, đúng không? Khai báo các thông số để chúng ta nhận được kết quả. Còn lại đến cái phần gọi là cái gì? Chế biến thêm, tức là tính thêm lượt quay, tính thêm tức là mỗi người trong một ngày chỉ quay một lần, thì phải kết hợp với cái tư duy gọi là sequence để xóa thẻ, sequence xóa thẻ ra. Đó. Cái chỗ mà default answer mà 24 giờ không biết mọi người còn nhớ cái kiến thức đó không, tức là chúng ta phải kết hợp với những cái đó. À, xóa thẻ sau 24 giờ, hoặc là mình nói là mỗi người chỉ được quay trong vòng 5 phút. Thí dụ như họ quay xong rồi họ phải đợi 5 phút sau thì bắt đầu đưa về sequence.
Xin Quỳnh mới thông báo họ, à bạn ơi, bạn đã được bạn đã hết bản gì, coi như bạn đã đến thời điểm bạn có thể chơi tiếp trò chơi này, bạn quay tiếp đó. Có nghĩa là từ ở đây chúng ta chỉ là cái phần thô để mình connect vô, à, giờ tôi tạo được vòng quay rồi, vòng quay của tôi như thế này rồi, nó trả kết quả rồi, còn lại ráp vào chạy như thế nào đó thì chúng ta sẽ bắt đầu sẽ tư duy lên, chúng ta sẽ vẽ ra, mình viết ra tôi cần vòng quay 5 phút, họ chỉ quay được một lần, họ quay xong là nó sẽ thông báo là bạn ơi, bạn chưa đến giờ được quay tiếp, bạn đợi thêm, bạn đợi cho sau đủ 5 phút từ kể từ lần quay trước đó. Hoặc thậm chí mình nói bạn có thể chơi trò chơi này mỗi một ngày bạn vô bạn được quay một lần chẳng hạn, đúng không? Rồi bây giờ Quân sẽ có một cái tình huống ví dụ thêm như thế này. Bây giờ mình trả về giải thưởng nha, 2 4 6 8, 2 4 6 8. Quân sẽ nhân bảng cái này lên, nhân bảng cái block này lên, vòng quay số 2, vòng quay số 2, vòng quay số 2 này Quân set cái mặc định cái giải là số 7, mà giải số 7 chính là gì? Trúng cái TV Samsung. Rồi thì mọi người hình dung thử cái tư duy nha. Kết quả vòng quay spin, vòng quay may mắn này là cái seed là OD6 nha, cái seed này là seed OD6 à. Bây giờ mình đã có cái seed này của mình, có thêm cái seed vòng quay 2, mà vòng quay 2 mặc định trúng giải 7. Vậy thì chúng ta lấy ID hoặc seed. Đây lúc này là có thêm cái OD này. Đó à, xuất hiện cái seed OD2 ha, cái vòng quay 2. Rồi mọi người để ý kỹ nha, coi coi mình đang làm gì nha. Mình copy cái log kia à, kết quả dòng quay rồi, vòng quay may mắn số 2 rồi, thay vì OD6 phải không, Quân sẽ lấy cái này. Đấy. Rồi button này chuyển trở thành chúng chắc TV. Rồi quay nhanh để lấy TV. Rồi rồi à, để ý kỹ nha, bắt đầu mình đi bắt đầu từ đầu luôn lại trò chơi vòng quay may mắn nè. Bấm nút quay nào. Đố cả nhà nó ra giải gì? Chắc chắn nằm trong 2 4 6 8 rồi. Chính xác. Tại vì cái block này chính là block đầu tiên, mà block đầu tiên là nó dùng cái seed OD6, mà seed OD6 là cái seed đầu này nè, là nó nằm trong 2 4 6 8, thấy không? Rồi ok, quay nhé. Rồi, kết quả vòng quay là chúc bạn phát tài. Bạn chơi tiếp không? Bấm chữ chơi tiếp thì nó kêu bấm nút quay. Lần này nó ra cái gì? Lần này nó ra giải nào? Giải là TV là chắc. Lần này là nó ra giải chắc giải TV luôn. Chúng chắc TV nè, chúng ta thấy không? Lúc này nó chuyển qua cái sheet thứ hai rồi. Nó chuyển qua cái block vòng quay 2, mà vòng quay 2 thì nó lại không sử dụng data của cái sheet đầu nữa, mà nó lại sử dụng data của một cái sheet là mình set mặc định cái giải thưởng. Cho nên cái này sẽ là quay chúng chắc TV luôn. Đảm bảo vô ngay TV. Đấy.
Vậy là có ý tưởng gì? Ở đây ai anh em nào có ý tưởng gì? Chỗ này. Vậy thì mình sẽ có một cái câu chuyện. Khách hàng ban đầu bay vào chơi. Ngày đầu tiên bay vào chơi. Họ không trúng. Chúc bạn may mắn lần sau. Nhưng mời họ chơi lần thứ hai. Mình sẽ cho họ trúng một cái giải do mình xét mặc định. Rồi sau đó là gì? Họ chơi thêm lần nữa, họ lại trúng một cái giải mặc định khác. Chúng ta có thể là cuốn họ vào cái vòng quay, tức là mình đã xét mặc định giải thưởng, nhưng mà lần đầu tiên để họ chặt cái đã. Hoặc là thậm chí lần đầu tiên 2, 4, 6, 8, nhưng trong đó mình có kèm một cái giải trúng luôn chẳng hạn. Để chi? À, nhiều khi họ thấy bạn của họ là vô lần đầu tiên quay vẫn có trúng, mà họ lần đầu tiên họ quay không trúng, nhưng mà họ sẽ tương tác trở lại, họ chơi trở lại. Tức là ở đây mình có thể gán cho khách hàng đó là quay trúng cái gì luôn. Đó. À, có nghĩa là con bot này nó nằm trong tay của mình và kịch bản thì chúng ta sẽ vẽ ra, chúng ta sẽ vẽ ra. Giống như hôm hồi chơi viral á, là bạn Trâm á, bạn Trâm là vẽ như thế này. Đầu tiên khách hàng vào, khách hàng chơi trật rồi mất lượt. Bây giờ kêu bạn à, bạn muốn quay tiếp không? Bạn quay tiếp thì bạn chia sẻ đi. Thì khi mà chia sẻ qua cho bạn bè mà có điểm á, nó cộng điểm rồi á, thì nó lại mời khách quay tiếp, quay lần hai. Thì cái quay lần hai đó là luôn trúng. Mà quay lần hai đó trúng thì bắt đầu chạy tiếp là à, bạn để lại thông tin rồi sau đó báo phí ship để ship cây son tới. À, thì cái người bạn của người đó quay vô lần đầu là họ cũng bị trật, họ chuẩn bị trật thì họ muốn lấy lượt xe thì họ lại tiếp tục họ chia sẻ ra. À, thì bây giờ ở đây chủ yếu á, là trước mắt là các anh chị sẽ mình làm cái thao tác là cho nó quen, tức là sẽ connect cái dòng quay vô con bot cái đã, connect vô dòng quay vô con bot để cho nó chạy được cái đã ha. Nhớ cái API này. Có cần làm lại một lần nữa ha. Làm lại một lần nữa có nghĩa là lần này không giải thích gì nữa hết, mà mình chỉ việc bắt tay mình làm thôi. Cho cả nhà xem nha. Rồi, giờ Quân xóa hết nha. Xóa hết từ đầu luôn. Làm lại cho mọi người xem nè. Không giải thích nữa. Rồi bot đây. Rồi vòng quay may mắn. Rồi. Coi như là xong ha. Bắt đầu thao tác đầu tiên. Đi khai báo bot. À, bot ID. Quên, không giải thích nữa chứ, làm chỉ làm thôi. Thank you.
Thank you.
Rồi, những vấn đề cơ bản đã xong. Chúng ta thấy mình connect dòng quay vô và đặt vào để cho nó quay. Cái này chưa khai báo thông số là mặc định với cái ảnh nền của cái dòng quay. Mình chỉ cần khai báo gì thôi. Ví dụ như phông chữ, mình thấy phông chữ hồi nãy nó hơi nhỏ nè. Mình thấy mình chỉ chia có 4 dải à. Cái này phông chữ nó hơi nhỏ không? Mình nâng phông chữ lên. Phông size thay vì 13 phải không? Mình cho lên 17 thử nha. Nè, thấy không? Rồi bây giờ giả sử tôi chỉ muốn mình chỉ muốn nó ra giải số 3 vậy thì sao? Vô vậy bà. Đấy. Đặt như thế này có quay mãi chỉ là ở giải 3 thôi. Rồi, thấy tội nghiệp khách quá. Nhân bản lên. Còn quay lần 2. Cho vô giải 4. Lần 1 thì qua 3. Chơi lần 2. Chơi lần 2 thì qua 4. Rồi, xong. Rồi bây giờ bắt đầu mình bổ sung thêm nha, hết lượt chơi. Thank you.
Rồi bây giờ Quân mô tả cái cách mà Quân vừa setup đó là gì? Khách hàng vô lần đầu thì khách hàng sẽ nhận được món quà số 3. Rồi. Sau đó nó sẽ mời quay lại lần 2. Lần 2 thì sẽ vào giải 4. Đó. Lần 2 vào giải 4 xong thì sẽ thông báo hết lượt chơi. Và bây giờ cho dù khách hàng có bấm săn quà ở các giải trên mà họ cố tình họ bấm họ quay lại này kia, trúng giải 3, trúng giải 4 gì đó, nó không có xin chúc mừng nữa và nó chỉ thông báo hết lượt chơi thôi. Đây, mình sẽ giả sử mình quay về những cái block trên nha. Tức là khách hàng cố tình họ vô họ bấm lại những cái nút cũ phía trên để họ chơi. Đấy. Mặc dù quay trúng nhưng mà nó không chúc mừng nữa, nó chỉ thông báo là bạn hết lượt. Rồi, mình thử nha. Đấy. À, nổi cái dòng quay không là có thể tẻ ra rất là nhiều thứ trong này. Và còn lại là do tư duy thôi. Tức là thực ra những cái này là Quân cũng không soạn bài trước luôn, mà mình vừa nghĩ ra trong đầu tức thì là mình setup cho mọi người xem. Bạn chơi lần 1, bạn chúc bạn may mắn lần sau. Mời bạn chơi lần thứ 2, bạn sẽ trúng một cái giải và xong, bạn không còn quay được nữa. À, thực ra tại nãy mình lịch sự mình đưa ra cái công thông báo là hết lượt chơi thôi. À. Nhưng mà mình có thể cái câu thông báo là gì? À, bạn ơi, quy định chương trình là bạn chỉ quay trúng được một lần. Rồi, vậy là xong. Ừ. À, chỉ 1, 2, 3, 4 cái block thôi. Chúng ta có thể tạo ra một cái trò chơi cho một cái chương trình sự kiện khuyến mãi nào đó của mình. Giống như chị An á. Chị An, chị lấy mấy cái son của chị đặt vô cái vòng quay. Chị đặt rải ra, phải không? Chị có nhiều dòng son khác nhau. Thì chị để cả từ dòng son thường tới dòng son cao cấp, chị đặt hết lên vòng quay. Nhưng mà mình cho mặc định là chỉ vô những cái dòng son mà viral, những dòng son rẻ trước, những dòng son giá trị thấp trước, để cho khách hàng trúng cái đã, để họ vui cái đã. Rồi xong cái mình thông báo tiền ship. Mình thông báo tiền ship cho họ thì họ ok thì họ trả ship. Còn bây giờ nếu mà họ muốn free ship thì sao? Họ free ship thì mình mời họ chơi một cái vòng quay thứ hai. Bạn có thể chơi tiếp vòng quay thứ hai, để khi đó là bạn có thể trúng thêm cây son đặc biệt hay gì đó. Hoặc là mình free ship thì mời họ mua cây son, một trong những cây son sau đây. Mình list ra lúc đó cho họ chọn tiếp cây son khác để kẹp với cây son đó rồi free ship cho họ. Đấy không? Đó là những cái mình có thể biến tấu lên. Tại vì ban đầu Quân chưa muốn làm nâng cấp lên như mấy cái chỗ này, go to block nè, kẹp vô. Nhiều khi ban đầu mọi người hơi rối, chủ yếu bây giờ quan trọng mọi người làm sao connect cái dòng quay, quay xong trả kết quả về thông báo kết quả, bạn trúng cái giải nào, bạn trúng giải nào, mỗi lần quay thông báo trả kết quả trước, rồi sau đó bắt đầu chúng ta sẽ tư duy lên, chúng ta bắt đầu sử dụng những cái attribute để chúng ta đẩy go to block nhiều lần. Khi mà bắt đầu quen với cái việc đẩy go to block thì bắt đầu chúng ta sẽ ráp với cái việc cộng điểm. À, cái việc mà trừ lượt quay, ví dụ như mới khách hàng mới bay vào họ được nhận 5 lượt quay, họ quay 5 lượt đó chỉ toàn ra chúc mừng, chúc bạn may mắn thôi. Nhưng mà sau khi quay hết 4 lượt đi, giả sử quay hết 4 lượt chúc mừng may mắn, lượt quay thứ 5 lại là được cộng 3 lượt quay tiếp,
ví dụ như vậy vô tặng cho bạn 5 lượt quay, bạn quay 4 lượt đầu nó chết quất à, còn lượt quay cuối cùng bạn quay thì nó lại cho bạn trúng 3 lượt quay nữa, thì bạn lại quay 3 lượt nữa, thì cái lượt quay cuối cùng của lượt số 3 hoặc là lượt quay thứ hai của lượt 3 thôi khách hàng trúng được cái sao. À, chúng ta thấy tâm lý khách hàng là ban đầu họ đã vuột xong, quay lại lần hai họ trúng được cái sản phẩm đó, cũng là một cái tư duy, một cái cách để mình tạo khao khát cho họ. Họ được tặng lượt quay miễn phí quá trời luôn, tức là họ được quay vài lần cái họ hết lượt quay rồi, nhưng mà lượt quay cuối nó lại được tặng lượt quay vô, tặng lượt quay thì họ lại đem họ quay tiếp đó. Họ lại quay được một hai lần nữa thì nó lại trúng sản phẩm. Ô mừng quá, trúng rồi, mình đã trúng rồi. À, mình trúng rồi, vậy thầy nhận quà thôi, nhận quà thì trả tiền ship. À, tại vì mình tạo như thế thì cảm giác của họ là họ giành được món quà này, họ giành được món quà chứ không phải là mình ép cái món quà đẩy xuống cho họ. À, rồi ví dụ như ở đây thì cũng vừa xong một cái con bot này thì cho chỗ chị An mình cũng tham khảo thử ha. Thì cái này thì thực tế là em làm cho khách thì cũng chưa biết là nó sẽ chạy hiệu quả như thế nào, nhưng mà chỗ khách vẽ ra thì em thấy nó cũng khá là hay cái chỗ này. Tức là cũng viral này kia, nhưng mà viral lúc này không còn cộng điểm nữa, mà viral theo kiểu là tới cái khúc này là chỉ cần không cần yêu cầu họ là phải được bao nhiêu người bạn bấm nữa, thì kịch bản nó cũng giới thiệu các chương trình, rồi xong nó giới thiệu về sản phẩm, rồi giới thiệu về các feedback của khách hàng như thế nào đó. Đó, rồi xong cái dừng lại kêu khách hàng chia sẻ đi để được nhận quà. À, thì lúc này họ bấm họ xe qua cho bạn, lúc này nó sẽ ngừng lại để cho họ xe xong rồi họ mới bấm tiếp chia sẻ xong rồi lại chúc mừng. Đó, chia sẻ xong rồi lại show ra ở đây, chúc mừng bạn là cũng nhận được, đây chúng tôi đang đóng hàng gửi đến bạn đó, rồi thông báo các kiểu, rồi lúc này hỏi bạn muốn reship hay muốn tự trả ship. Tức là không cần yêu cầu khách phải đợi là bên bạn là nhận ấy đó, tức là tới chỗ này nó đã dừng lại rồi, tới cái chỗ mà chia sẻ nè đó, tới chỗ chia sẻ này đã dừng lại rồi. Đó, tới chỗ chia sẻ này dừng lại rồi. Tức là họ share cho bạn đó. Thì khi mà họ share rồi thì họ nói ok tôi chia sẻ xong rồi, tức là nó sẽ vượt qua cái câu chuyện hồi trước của mình, đó là có nhiều người khách họ nói là họ bấm chia sẻ rồi nhưng mà tại sao họ không được quà. Tâm lý của người ta, ta nói ta bấm share rồi, còn mình thì cái tại vì cái thuật toán của mình là phải đợi người bên kia click vào thì cộng điểm thì mới có quà, còn đằng này mình sẽ đánh cái rào cản khác, tức là bạn cứ bấm chia sẻ trước cái đã, thì người ta bấm chia sẻ xong rồi người ta quay lại người ta bấm cái nút là chia sẻ xong rồi. Đó, cái chỗ này nó còn hơi dở, tức là chỗ này phải dừng ra, mình phải để ra sau khoảng là 60 phút thì em sẽ thiết kế tư vấn họ thiết kế lại chỗ này, tức là phải tới đây dừng lại sau khoảng 60 giây chứ, sau khoảng 60 giây sau để họ bấm thời gian họ bấm họ share xong rồi nó mới nhảy ra một cái câu hỏi là bạn chia sẻ xong chưa, để khách hàng bấm chia sẻ xong rồi thì nó sẽ chạy tiếp xuống kịch bản như này. Đó, không tới đây nó sẽ ngừng lại một cái. Đâu rồi. Đây, tới đây mình cho 20 giây. Rồi mình có thể là cho thêm 20 giây nữa. Mình giãn thời gian ra để cho họ tới đó họ tưởng đâu là ngưng rồi, là họ chỉ lo nhiệm vụ họ đi chia sẻ thôi. Đấy, rồi cái sau đó cái con bot nhảy ra hỏi bạn ơi nãy giờ bạn chia sẻ xong chưa. Vậy này nó lắc dữ vậy. Bạn ơi bạn đã chia sẻ đến 6 người bạn khác chưa? Đấy, đấy. Vậy thì lúc này là coi như họ nói hồi nãy giờ tôi bấm chia sẻ rồi, còn cái chuyện mà bạn tôi có lít hay không là tôi chưa biết,
Nhưng mà họ bấm là tôi chia sẻ xong rồi. Ờ chia sẻ xong rồi sao? Rồi tôi tặng quà cho bạn thôi. Không cần phải đợi bạn của bạn click vô. Quan trọng là bạn có bấm cái thao tác bấm share cho bạn của bạn là được. Đó. Rồi, à, vậy là xong. Nếu đầu tới đây hỏi là bạn muốn miễn phí ship hay là muốn tự trả ship? À, thì tới khúc này tâm lý khách hàng nào mà không muốn mà miễn ship đâu. Tới lúc này mình thật ra mình show như thế này thì 99% chắc sẽ bấm vô miễn ship. Chỉ có 1% là những cái người mà đi test bot họ mới bấm tự trả thôi, nó coi chuyện gì xảy ra thôi. Còn mà khách hàng là coi như là 99,9% luôn sẽ lít vô miễn ship. Mà lít miễn ship thì lại ra cái gì? Ra combo. À. Ra combo, à, ra combo. Combo lúc này sẽ được là giảm 20%, còn 600 mấy. Mà combo này là update sản phẩm lên, hả? À. Tức là ban đầu giải thưởng là free là nó là hai cái gói nhỏ kèm với cây son. Còn nếu mà bạn muốn reship thì bạn sẽ được là update lên này, bạn sẽ được nâng cấp lên. Đây nâng cấp hai gói này thành hai chai full size. À. Và ưu đãi thêm cho bạn là 20% nữa thì nó còn bao nhiêu tiền. À, và cuối cùng bạn điền thông tin đi. Còn ví dụ như tới đây người ta thấy ngán tiền, người ta muốn thôi tự trả ship thì quay trở lại cái kịch bản tự trả ship. À, tự trả ship thì mình chạy tiếp kịch bản báo giá vậy thôi, báo giá ship thôi. À, quay lại tự kịch bản tự trả ship thì thì thôi bạn để lại thông tin đi. À. Để lại thông tin xong rồi thì mới thông báo ra kết quả là báo giá ra. Tức là cái này hoàn toàn không dùng API viral cộng điểm các kiểu gì trơn nha. Đây là chỉ là một cái kịch bản chatbot đơn thuần thôi. Tất cả mọi người học hổm rài mấy ngày nay là đã có thể làm được kịch bản nãy giờ mô tả. Không có cần viral, viral không cần phải cộng điểm gì hết á. Đó. Đó. Thấy không? Rồi ok. Đó, nhập lại. Rồi đúng rồi thì lại báo giá ra. Đó, đúng rồi thì báo ra, giá ra. Đó, báo giá ra thì ở đây. À, bạn hãy để ý là số điện thoại của anh shipper 6 múi nha. Đó. À, anh shipper mà phải anh shipper 6 múi á. Rồi. Thông báo là 59.000 đó. Rồi, đồng ý không? Đó, có nghĩa là vẽ lại cái ma trận này và cái kịch bản này không còn là cái viral nhưng mà nó sẽ gọi là đi đánh theo cái tâm lý khách hàng. Và kịch bản này cũng không phải là không phải em đưa ra mà là do cái chủ người cái nhãn hàng là họ tự họ vẽ ra, hoàn toàn không có cái phần mà người kia lít vào báo cộng điểm là mình không luôn. Tức là chỉ yêu cầu họ tới đó ngừng lại, bạn xe đi xe xong bạn quay lại bạn bấm 60 giây sau con bot hỏi bạn bạn ơi nãy giờ bạn xe chưa, họ bấm tôi xe rồi thì chạy tiếp tặng quà luôn đó. Rồi chỉ có một cái chỗ là cái phần sử dụng form thôi. À, sử dụng form thôi, sử dụng cái form này. À. Sử dụng form thì submit thì cái này là mấy anh chị đã chạy viral rồi thì chúng ta đã nắm rồi. Một là chúng ta dùng form, hai là chúng ta dùng user input, hỏi từng cái họ tên, điện thoại, địa chỉ, rồi phường xã, quận huyện gì đó, rồi sau đó chúng ta đẩy các dữ liệu này ra sheet thôi. Rồi ngày hôm nay là Quân chia sẻ với mọi người một cái kịch bản viral mà mình vừa xong cho khách hàng luôn. Một cái tư duy mới rất cũng mình thấy nó cũng khá là hay trong cái giai đoạn mà gọi là bão hòa cái vụ viral rồi. Tại vì cái câu chuyện viral cũ nó bắt buộc là người kia phải bấm vô nhận quà xong thì cái người giới thiệu họ mới được nhận món quà đó. Đó. Còn cái này coi như là mình ép món quà thẳng xuống cho khách nhưng mà nó hoàn toàn một cách tự nhiên, không phải hỏi là bạn ơi là hệ thống chọn bạn là ngẫu nhiên, có một số bạn ngoài kia là hệ thống chọn ngẫu nhiên này kia. Đó, còn này mình chỉ hỏi đơn giản là bạn xe giúp mình chưa vậy thôi. Thực ra chỗ đó khách hàng mà chat lại bấm chữ chưa nó cũng chạy tiếp nó tặng luôn nữa, để cái nút đồng ý là để giống như mình NLP trước thôi. Tức là khi tới đó hỏi là bạn ơi bạn đã xe chưa thì có thể là có những người người ta sẽ ngờ cái người ta quay lên người ta bấm xe lại rồi người ta mới bấm rít là tôi xe rồi đó. À, vậy thì kịch bản như vậy thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy nó sẽ đơn giản hơn. À. Và cái buổi tới á, là mình sẽ làm là đó là cái nói về cái form nhập liệu này, nói về cái form nhập liệu để mình khai thác
như thế nào đó. À. Rồi còn cái kịch bản viral hiện tại đó thì ở đây cả nhà chúng ta là đã xem cái cách mà chúng ta setup để connect rồi. À, connect rồi thì giờ nhiệm vụ của mọi người đêm nay là mọi người làm lại một cái con cái dòng quay, cái dòng quay đơn giản của mình. Thì dòng quay thì chưa có yêu cầu phải có cái phần cái hình ảnh đâu, cái hình ảnh mà để đè lên đâu, chúng ta cứ để cái dòng quay chúng ta hiển thị cái thằng test này thôi cũng được. Thấy không? Hiển thị cái phần test này thôi trước thôi. Đó, chúng ta cứ vẫn để hiển thị test đi. Đó, rồi mình biết cách setup màu nền. Thực ra nếu mà khai thác được cái màu nền này tốt á, nhìn cái dòng quay cũng rất là đẹp. Đó. Ví dụ như mình cho dòng quay này cái màu nó sáng sáng lên tí nha. Nếu chỉ cần thay mã màu thôi là cái dòng quay chúng ta sẽ có cái màu sắc khác ngay. Đấy, đúng không? Thay mã màu là cái dòng quay chúng ta ra màu khác này. Ví dụ phông chữ, mình thấy phông chữ này nhỏ quá thì mình có thể chỉnh cái phông size. Trong cái khai báo phông size chúng ta chỉnh to lên. Đấy. Nhưng mà sau này nếu mà chúng ta design cái ảnh chúng ta đè lên thì chúng ta không cần quan tâm màu nền nữa. Không cần quan tâm màu nền với phông chữ nữa. Đấy. Rồi giới thiệu với mọi người luôn thì cái hình ảnh mà Quân đã design á là Quân dùng báo bon. Tại vì báo bon nó có chức năng gọi là tạo biểu đồ. Nó có chức năng gọi là tạo cái biểu đồ. Cái này thì tùy thôi ha, tức là mình design mình có thể dùng Photoshop, mình dùng cái gì đó cũng được. Và Quân thì Quân dùng cái biểu đồ này. Đó, Quân dùng cái biểu chức năng gọi là tạo biểu đồ hình tròn của hàng báo bon. Đó. Và mình đấy mình bốn mảnh thì mình chỉ cần đánh gì thôi là xong. Cái mình dùng những cái công cụ còn lại mình cắt, mình gọt, rồi mình chèn ảnh, chèn gì đó ABCD lên, rồi xong cái mình cắt về cho nó kích thước là 300x300, khử cái màu nền viền xung quanh đó, rất là nhanh. Thì ví dụ như cái kia mà Quân kéo lên, mình làm lên 8 giải thì mình chỉ cần mình tạo ra thêm 4 ô nữa chẳng hạn. Đó. Là cái dòng quay kia là Quân thiết kế, là cái mẫu á, là Quân thiết kế dùng báo bo này nè. Rồi sau đó mình sử dụng cộng sinh thêm một số cái công cụ để khử cái nền này kia, các kiểu. Đó. Nhưng mà tốt nhất thì ví dụ như các anh chị có thể là dùng báo bon để mình lấy cái đường viền của cái dòng quay này cho chính xác hơn. Tức là nó sẽ chia chính xác với cái rảnh của cái món quà này. Đó, tại vì nếu mà chúng ta mặc định mà chúng ta bay vào chúng ta làm ngay á, nó sẽ chia không đều. Chúng ta làm trên Photoshop có thể chúng ta sẽ chia không đều rảnh. Muốn chia đều thì chúng ta dùng báo bon để chúng ta chia đều trước cái đã. Rồi sau đó chúng ta chụp cái hình này chúng ta đưa qua Photoshop để chúng ta bắt đầu chúng ta thiết kế, chúng ta ịnh vô cho nó khớp theo những cái rảnh này. Đó. Rất là nhanh, mình dùng báo bon mình design gì rất là nhanh. Mình bắt đầu sau đó mình chọn những cái hình tương ứng với những giải thưởng. Giải một là chiếc xe, cái đem chiếc xe để vô. Giải hai là cái nhà, đem nhà để vô. Vậy thôi. À, mọi thứ là nó nằm trong tầm tay hết. Mình Quân rất ít xài những cái công cụ đồ họa lớn. Mình khai thác những gì mình có trong tay, báo bon mình có rồi, cái internet mình có rồi, mình cứ cốp mình dục rồi mình xóa thử nền này kia các kiểu ABCD đó. Thì chủ yếu là mình khó nhất là cái giai đoạn mà chia rảnh sao mà cho nó đều giải thưởng với nhau thôi. Thì để chia rảnh đều giải thưởng thì dùng báo bon trước. Báo bon họ sẽ rảnh là rất là nhanh. Báo bon là mình cho số lượng xong mình đánh cứ một hết nè, nó sẽ đều, thấy không? Nó sẽ chia đều ra. Rồi.
Rồi thấy vậy chứ ban đầu thì mọi người sẽ làm không có quen, nhưng mà dần rồi chúng ta sẽ quen với cái này, chúng ta sẽ khai báo này kia thông số rất là nhanh. Quan trọng là chúng ta nhớ được cái gì, nhớ được cái đường link mà của cái nút cái vòng quay này thôi. Chúng ta nhớ cái đường link này nè. Đó. Mọi người copy lại đường link này ha, mọi người copy lại cái đường link này. Giữa hai cái gạch trên gạch dưới đó, tại vì do cái chỗ mà Messenger UC đi á nó có khoảng trắng, cho nên khi mà bát ra nó sẽ hiểu là cái đó phải nó xuống hàng, còn chúng ta copy từ HTTPS đó xuống cho tới cái chỗ lực quay luôn, rồi chúng ta bát ra để chúng ta ghi nhớ cái đường link đó. Rồi cái file mà hướng dẫn. Cái file hướng dẫn thì xem ở đây à, chỉ có đường link API là chúng ta sử dụng cái bot chat.vip thôi. Rồi sheet mẫu thì có thể là lấy sheet này cho mọi người dễ dễ nhìn chứ. Lượng thì hôm trước là Lượng làm con vòng quay rồi đúng không? Vâng, hôm trước em có làm rồi. Nhưng mà bữa đó đang làm xong chạy một thời gian. Lúc nó hết cái thời hạn đăng ký cái free khuyến mại ấy anh. Xong rồi đấy em cũng bỏ bê luôn. Nhưng mà theo theo thấy thấy giống như hồi nãy cái cách anh gợi ý đó, mình có thể mình có nhiều sản phẩm, mình có thể mình đặt vô cho họ trúng bất kỳ một trong các sản phẩm đó, nhưng mà ví dụ như những lần đầu họ quay là trật, họ quay là nó chỉ là may mắn thôi. Rồi sau đó tặng em lại. Em có cũng có kết hợp với lại viral với luôn. Cũng chia sẻ để tính điểm á. Cái này qua qua một ngày thì cho họ thêm ba lượt quay. Tức là mỗi một ngày tập cộng là cộng thêm cho họ ba lượt lên. Có nghĩa là khi nào mà lượt quay của họ về zero á thì mình mới thì ngày mới cộng. Mình mới tặng. Còn đâu lượt quay vẫn còn thì mình không cộng. Đúng rồi, tức là họ phải chơi hết cho ba lượt đó trong một ngày. Vậy thì tại sao mình không nói là mỗi một ngày là bạn phải chơi cho hết hết lượt chơi? Tại vì cứ qua ngày nó sẽ reset về ba lượt chẳng hạn. Không, tại vì nếu mà ai người ta thích chơi, em nghĩ là ai người ta thích chơi thì người ta sẽ chơi cho bằng hết. Còn nếu mà người ta có được quay có tặng gì nữa, người ta không thích chơi thì người ta cũng chẳng làm gì cả. Nên là nếu mà ai thích người ta vào người ta sẽ chơi như vậy. Rồi thí dụ như mình đếm có thể là mình cho ai mà kiên trì cho tới ngày thứ hai thì mình lại đưa cho họ cái sheet mà là quay thì cũng lúc nào cũng trúng chẳng hạn. Đúng rồi, tại vì em cũng test thử, có nghĩa là nếu mà tặng quà ấy, thì tặng ngày liên tục thì nó sẽ có một cái vấn đề gì đó. Là cứ cách 3 ngày mình sẽ cho trúng một lần. Một phần quà khác nhau á, đúng rồi. Đúng rồi. Thì để thì như vậy đến lúc mà khách ra nhận ấy, nó không thấy giống như kiểu không bị bội thực vì nhiều quà quá. Đúng rồi. Đấy. Vậy là mình cũng tạo sheet ra rồi cái mình cứ set cái sheet đó khác nhau thì nó trúng khác nhau thôi, đúng không? Vâng. Cơ bản khi nhân bản lên thì cái vòng quay giải thưởng số lượng vòng quay thì nó vẫn giống nhau, nó chỉ khác nhau là cái chỗ mặc định này thôi. Đúng rồi. Ok. Thì có gì là nữa cho lớp mình tham khảo. Đúng.
Có gì mỗi người sẽ có một cái câu chuyện, một cái cách khác nhau về viết cái kịch bản đó, không? Mình chia sẻ với nhau. Sheet data mẫu nằm trong khung chat luôn đó, đốc Google đó Vinh. Nó nằm ở dưới cái link vòng quay hướng dẫn nè. Nãy có send qua rồi luôn rồi đó. Rồi bây giờ đến phần hỏi đáp. Hỏi đáp hoặc là chia sẻ, hỏi đáp hoặc là chia sẻ kinh nghiệm, coi anh em có kinh nghiệm gì mở rộng không? Mình có ý tưởng gì đó, mình chia sẻ ý tưởng đi, rồi mình có thể là mọi người bắt tay với nhau, mình mỗi người xây một chút, tại mỗi người ý tưởng của mọi người đóng góp, người đóng một ít nhưng mà mình có thể đóng lại thành được cái lớn. Hỏi đi, hỏi đi. Thứ nhất là mình phải biết cách là các cái thông số trong này là mình lấy ở đâu để mình khai báo vô ha. Đó, các thông số xác định cây rồi tên fanpage, link bot, bot ID rồi bot token, Google Sheet ID rồi Messenger User ID đó. Đó, mình biết mình lấy Messenger User ID, mình biết lấy ở đâu mình khai báo vào. Rồi cái thứ hai là có cái lưu ý đó là cái file sheet đó phải phải được xuất bản lên web nha. Cái file sheet này phải được xuất bản lên web. Thường ở ngoài kia là bị cái chỗ là không xuất bản lên web nhá, không xuất bản lên web. Đây thí dụ nè, dừng xuất bản nè. Đó, bây giờ trường hợp dừng xuất bản á thì chúng ta xem nè. Dừng xuất bản thì chúng ta lấy ID, lúc mà bấm vô cái nút lấy ID của sheet á là nó trắng tinh nè. Đây. Nhớ ha, khi nào mà chúng ta cần lấy cái mã sheet ID mà chúng ta bấm lên mà thấy nó trắng tươi như thế này tức là chúng ta chưa xuất bản web. À, mình nhận nhìn đây là mình biết cái lỗi này của mình là do mình chưa xuất bản web. Vậy thì đây mình xuất bản lên web. Đấy, mình xuất bản lên web. Bây giờ chưa xuất bản luôn thì mình sẽ coi cái dòng quay nó như thế nào. Chưa xuất bản luôn thì cái dòng quay đen thùi. À, vậy là cái lỗi thứ hai, nếu mà gặp cái dòng quay mà nó đen thùi như thế này, khả năng là bị chưa xuất bản lên web. Và một khả năng nữa đó là gì? Sai cái ID. Đó, sai ID. Sai ID thì nó sẽ có một cái dòng error, dòng lỗi. Vậy là xuất bản lên web. Đây là cái thao tác nó cực kỳ đơn giản nhưng mà rất là nhiều người ngoài kia làm thường hay bị quên. Gọi là xuất bản lên web, chỉ là bấm vô chữ xuất bản và bấm vô nút xuất bản là xong hết, đóng lại hết rồi đó. Đó, cái thao tác này là thường ngoài kia là bị người bị quên nhiều lắm. Đấy, thì khi sau khi xuất bản lên web xong thì chúng ta sẽ thấy nè, nó ra nè, thấy không? Lúc này nó mới đọc được dữ liệu nè, đó, nó mới đọc được dữ liệu, nó mới lấy được mấy cái sheet này. Rồi. Đó là cái lỗi thường ở ngoài kia thường hay gặp. Rồi có những trường hợp đó là hỏi thầy ơi sao em kết làm đúng hết rồi nhưng mà khi bấm quay xong kết quả không trả về, tức là con bot nó làm thinh. Con bot làm thinh thì phải coi đó có phải là do trường hợp sai cái tên block không. Đây ví dụ như spin kết quả mà mình đánh là thành spin kết quả chữ thường nè. Đấy thì coi rồi chúng ta xem nha. À quên, để khử cái vụ mà khống chế cái này cái nè. Rồi. Tức là sau khi quay xong nó làm thinh, nó không thấy không nó không nhắn tin gì hết. Đó, nó làm thinh đó. À, là trường hợp này thì cái lỗi của mình là bị sai sai cái tên của cái block. Cái tên block phải là spin và chữ KQ phải là in hoa. Thấy không? Rồi, bắt đầu quay lại nha. Đó. Sửa đúng thì nó lại báo ra có quà. Rồi một cái lỗi thứ hai là
xin chúc mừng bạn vừa quay trúng được giải thưởng gì đó, nhưng mà nó không có cái tên giải thưởng, nó bị rỗng tên giải thưởng. Đó là chúng ta cũng bị sai. Chúng ta nhớ ha, attribute nó phải bao gồm chính xác cả khoảng trắng, chính xác cả những từ in hoa và viết thường. Đó. Như đây, chúng ta mình sửa thành spin KQ chữ thường là đảm bảo chắc luôn, nó ra là chỗ đó nó bị trắng. Đây, xin chúc mừng bạn vừa quay được giải thưởng, và phía sau nó không có cái tên giải thưởng nào hết, đó là do sai cái attribute. Có nhiều người hỏi cái attribute này lấy ở đâu ra. Cái attribute này nó được tạo ra sau khi mà cái dòng quay quay xong, nó sẽ gắn cái attribute này vô, chứ không có ở đâu tạo ra hết. Đó là do gì? Do cái dòng quay nó tạo ra, nó gắn vô trong thôi. Rồi, đây chúng ta quay lại nè. À, sau khi sửa lại rồi thì chúng ta quay lại. Dạ, thấy không? Có. À, quên nữa, để cho cả nhà mình trải nghiệm cái này ở trên thiết bị di động ha. Trải nghiệm trên thiết bị di động thì nó sẽ là như thế nào? Okay. Rồi bây giờ trải nghiệm là trên thiết bị di động nè. Đúng không? Có cái chữ săn quà. Nếu mà trên thiết bị di động thì nó sẽ trở thành cái gì? Cái nút không phải nút săn nữa mà là cái gì? Lắc điện thoại. Nút này bấm vô quay không có được. Nút này bấm không có quay được. Nhưng mà trên máy tính thì nó là cái nút bấm quay, nhưng mà trên điện thoại thì nút này không bấm quay được, mà phải làm cái gì? Đấy, nè, không bấm quay không được mà phải lắc điện thoại. Đó, lắc điện thoại nó mới quay. Đó, đây cũng là một cái trải nghiệm cho khách hàng. À, khách hàng đến quán, khách hàng show vô xong kêu khách hàng anh cầm điện thoại anh lắc, anh vô lắc càng mạnh giải thưởng chúng càng lớn. Đó, mà nhớ dặn khách hàng là cầm cho chắc cái điện thoại nha, để trong lúc họ quay mà họ vuột tay là coi như là xong luôn, giải thưởng không có bù đủ cho cái điện thoại của họ đâu. Rồi, để copy gửi cho cả nhà mình nhé. Test chơi. Rồi. Rồi, đó. Thank you.
Rồi bây giờ là thời gian để mọi người đặt câu hỏi á. Anh quên em hỏi cái này ngoài một chút này. Rồi rồi hỏi em. Cái mà trong cái chatbot trong VIP ấy, cái một quản lý nhóm là như rồi. Quản lý nhóm là như thế nào? Là cái này nè. Bot chat chấm VIP phải không? Là cái chỗ mà danh sách nhóm quản lý á, của em là em sẽ thấy có một nhóm đúng không? Của em đang thấy là không. Cái phải rồi, cái ngày hôm đó là em đi Hà Nội. Ngày hôm đó em đi Hà Nội cho nên em cho lại cái mã ID của em đi. Cái số ID tài khoản bot chat của em á. Đó em nhắn lại anh quên anh chưa ấy. ID số mấy là một không sáu bảy ạ. Cái thời hạn sử dụng thì hình như là anh có tăng lên rồi mà đúng không? Đúng rồi, thời hạn anh tăng rồi. Tăng rồi nhưng mà chỉ còn có chưa tạo cái chưa đưa lên thành đại lý thôi. 1067. Rồi ok. Tức là bao giờ mà lên được cái đại lý thì em chỗ này em sẽ thấy có cái nhóm em quản lý. Khi đó từ trong nhóm quản lý này nè. Từ trong cái nhóm, ví dụ em sẽ có một nhóm thôi, còn này tại anh quản lý nhiều nhóm. Ví dụ như có cái nhóm Super Admin đi. Hả? Cái này quản trị tối cao không tạo được. Ví dụ như cái nhóm, anh sẽ tạo một cái nhóm gọi là 1067 luôn, rồi em cứ bấm vô nhóm đó rồi em sẽ thêm mới một cái tài khoản. Yeah. Em có cái quyền là thêm mới một cái tài khoản. Đó, thì lúc này em khai báo một cái tài khoản y như người ta đăng ký bình thường vậy đó. Nhưng mà có điều là email này không cần phải chui vô xác thực nữa. Em hình dung được không? Email này em dùng email giả, email ma rác, email ma đó em cứ tạo ra. Đó. Và khi đó là những tài khoản mà do em tạo từ cái quyền trưởng nhóm này nè, nó sẽ nằm ở trong này nè. Đó, tức là em có thể ví dụ như tài khoản của em 1067, em có thể tạo ra những tài khoản con thì có sales ID là ví dụ như 1079, 1089, 1090 gì đó, nó sẽ liệt kê ở đây. Em sẽ biết được tài khoản này nó có thời hạn đến lúc nào đây. Không, giống như đây, quyền trưởng nhóm nó sẽ thấy được những cái tài khoản trong nhóm của mình và hạn sử dụng của những tài khoản đó. Đó. Giờ thí dụ như mình muốn là sau khi mình chỉnh sửa mình connect xong một cái ví dụ cái con này đi, cái nick này đó, nick này mình muốn thay đổi những cái thông số như bot ID, bot token đó, thì nó có nút sửa ở đây nè. Đấy không, nó có nút sửa nè, thì vô đây mình vô cái mục khác đó, đó là nó cũng khai báo y chang như vậy đó. Tức là mình không phải có nghĩa là mình không, cái tài khoản đại lý này nó được quyền là can thiệp sửa luôn cái con bot, rồi sửa luôn những cái thông số của cái tài khoản ở dưới, tài khoản do mình quản lý. Mình không cần phải là mình đăng nhập tài khoản này, mình thoát ra, mình đăng nhập tài khoản khác để mình chỉnh sửa. Đúng không? Vâng, nói vậy đó. Nó sẽ giúp em là không cần phải thoát giữa thằng này với thằng kia đăng nhập qua lại với nhau. À, thay vì đăng nhập 220 xong muốn sửa 391 phải thoát 220 đăng nhập 391. Còn này là vô đây cứ bấm nút sửa luôn, sửa mấy tài khoản luôn. Nhưng mà đây là mình sửa mấy cái kia thôi chứ còn sửa nội dung bên trong này có sửa được không anh? Sửa nội dung bên trong là sửa nào? Ví dụ như là những cái quy trình của hoạt động của con bot đấy thì sao? Không, cái này, cái bot chat này nó chỉ là cái nơi để mình khai báo thông số kết nối với lại cái con bot. Nó đâu liên quan gì tới bot đâu. Cái này nó chỉ là kết nối thông số thôi. Dạ, em hiểu rồi. Dạ. Rồi cả nhà ơi, thay đổi trạng thái nào, thẳng lưng lên, đưa hai tay lên, hấp thụ năng lượng. Không mà công nhận sau 3 ngày đi học Thầy Long rồi đúng là mới thấy mình có những cái thiếu sót, không? Mình chỉ cần thay đổi trạng thái, búng một cái tóc thôi là mình có thể thay đổi được cái năng lượng của mình, thay đổi được cái con người. Khóa gì, khóa tới sắp tới là khóa kinh cái gì, ra công dân số gì anh quy học không? Không, rồi ngày mai là tinh thần doanh nhân nữa nè.
Bây giờ tạm thời sẽ update lại nhé. Đi nữa rồi sao vậy? Vậy từ sáng tới tối rồi mà đi nữa là lớp rồi nghỉ luôn á. Thôi để nó học đi. Đó là đến tầm 11 12 giờ đêm, có đạt 12 giờ đêm á. Đó đó thì đó vậy. Thôi tạm ấy đi, thì giờ để cho mọi người hỗ trợ mọi người làm hoàn thiện mấy con bot của mình, tức là cái câu chuyện, còn cái chuyện mà mình update thì trước mắt thì mình sẽ đọc hết cái tàn sách của ở nhà cái đó. Đang học lại thêm cái các bước quy trình này kia, biểu mẫu để lên một cái kế hoạch marketing online với quản lý thông số, đọc các chỉ số này kia. Chung sách nhiều chưa, phải đầu phải dồn thời gian, đợt này dồn thời gian đọc sách thôi. Thấy mọi người ở ngoài kia bị triển khai bị thiếu mấy cái biểu mẫu á, biểu mẫu thống kê các thứ để báo cáo, để giao nhân bản xuống cho đội nhóm, mà tại mình quản lý trên báo cáo thôi chứ đâu quản lý bằng gì được. Cái bot của mình có cài được cái quản lý Q&A không anh? Ý là mình quản lý dạng đơn hàng như thế nào á? Là sao em? Ý là mình sau khi mình đã xuất ra được đơn hàng rồi này, thì mình dựa vào cái số điện thoại chẳng hạn là số điện thoại hay là cái Messenger ID á của khách hàng á. Rồi mình theo dõi, mình nhắn tin cho khách hàng để cho khách hàng người ta trả lời xem đơn hàng nó đi đến đâu, ý là người ta nhận chưa này, còn chưa nhận thì nó như thế nào này, đủ các trạng thái của khách hàng đó. Đâu có, thì giờ chỉ có nước là thỉnh thoảng dù như giữa tuần nhắn broadcast thông tin hỏi bạn nhận chưa, thì ai bấm nhận chưa thì gắn quả thẻ nhận chưa, còn ai bấm chưa nhận được thì cứ để đó. Có nghĩa là mỗi một tuần mình chọn một ngày trong tuần đó, mình nhắn cho họ hỏi là bạn ơi, bạn nhận được quà chưa, rồi thì tin nhắn nó chỉ gửi những người, loại trừ những người mà có cái thẻ đã nhận, loại trừ những người có thẻ đã nhận ra. Cứ đó, mình cứ làm như vậy thôi, mình làm như vậy thì đấy, còn tại vì mình đang sử dụng Google Sheet, nó chưa có database hứng phía sau, nó chưa thể mình quản lý, tức là mình quản lý theo kiểu đơn hàng này kia các thứ. Còn hôm nay thì làm việc với bên Momo, thì có thể là đang thúc đẩy đợi mấy bạn ký hợp đồng với Momo xong là mình kết nối cái cổng thanh toán Momo vào trong bot luôn. Cái đó được thì hay ha. Cái đó mà có được thì mình sẽ giảm tối thiểu một cái đơn hoàn ha. Dạ, thì hồi sáng ngồi với Momo mình nói với họ mình rất là ngại cái chuyện là những người mà người ta đi làm việc có thẻ để người ta nạp tiền cho một phí Momo. Còn chỉ sợ mấy bạn mà 12, 13 tuổi á, là mấy bạn đó là đâu có thẻ ngân hàng đâu mà mấy bạn nạp tiền vô Momo. Thì bên Momo người ta mới nói á, mình sai lầm cái chỗ đó. Mấy đứa nó càng nhỏ là nó lại càng mua nhiều trên Momo. Đúng rồi, em đang nghĩ là cái đứa nhỏ đó là không sợ, còn đâu cái đứa phụ huynh ví dụ như tầm 27 trở đi á, là mới là cái khó anh ạ, chứ không phải đâu. Công nhận mấy chị nó nói hả? Tại vì Momo á là mấy đứa nhỏ đó, nó không có thẻ. Nó chạy ra ngoài mấy cái điểm nạp Momo, nó nạp tiền cho Momo để nó xài á. Đúng rồi. Mình đang nhìn thấy cái con mắt của cái người lớn, bây giờ mình cứ suy nghĩ ai về đâu Momo hồi sáng họ nói mà cái lượng user mà của Momo mà mỗi một tháng mà nó có mua hàng kia đó, nó có nạp tiền mua hàng đó là cũng 2 triệu user. Đúng rồi. Đó, cho nên là nếu mà xong được thông cổng luôn là viral xong, chơi thanh toán Momo đi, ta mới giao hàng. Bữa trước em còn nghĩ đến cái trường hợp ví dụ như không chịu hồi, không phải Momo mà giống như là cái thẻ là gì nhỉ, Vinagame á, người ta vẫn dùng ta thẻ đó. đúng rồi thẻ cào này kia các thứ đó, thẻ cào điện thoại, nhưng mà mấy cái cổng đó thì cái phí nó cao quá, họ thu đúng rồi. Có liên hệ rồi 42% nạp thẻ 100.000 là bên mình là nhận được chưa được 60.000 nữa. Cái Vinagame nó thu cái gọi là chiết khấu à, hơi cao, ngao cũng hơi cao. Nên là không áp dụng được. Đúng rồi, mấy cái thẻ đó thẻ nào cũng chiết khấu cũng cao chứ. Nhưng mà nói chung là nó có tình huống đó, nhưng mà mình nghe Momo, bên Momo mà họ khẳng định lại là mấy đứa nhỏ là nó lại mua hàng nhiều cho Momo, mình an tâm rồi đó, mình càng đẩy mạnh vô.
Đúng rồi, em bữa trước em cũng thử rồi. Momo thì trẻ thì không lo, chỉ có lo già thôi. Già người ta Đó. mới là ngại á, người ta đủ tính đủ thứ á. Đó mà mình đó hôm qua mình có test thử rồi, trên máy tính đó thì nó sẽ hiện cái web view á, cái form như cái, giống như hồi nãy cái khung cửa sổ đó, thì nó có cái mã vạch để móc điện thoại ra quét cái mã vạch trên máy tính. Còn nếu mà trên điện thoại á thì nó sẽ hiện ra cái cũng cái web view đó, nhưng mà nó sẽ có cái nút bấm, bấm nút đó nó sẽ mở cái, nó bật qua chạy qua cái app Momo. Thanh toán xong nó tự nó đẩy kết quả về bot, bot nó sẽ nhận diện cảm ơn bạn vừa thanh toán. Đó, giờ đã thông được cái Đó, cổng nữa, thanh toán nữa là khép kín quy trình luôn. có cổng thanh toán thì tuyệt vời. Mà cổng thanh toán mà mình nghe như vậy, mình ban đầu mình cũng sợ là mấy đứa nhỏ thì nó lại không có thẻ, mà nghe Momo nói vậy là mình lại càng tin vô Momo, là mình xài Momo còn chắc ăn hơn là mình xài mấy cái cổng mà thanh toán qua thẻ nữa. Rồi, em đặt trước em cũng định tính cái bài toán là thanh toán có thẻ nhưng mà cứ chi phí cơ cao á, nên là không ăn thua, như vậy là không ăn thua, tại vì cái Không, bài toán thanh vay toán vay qua đầu của thẻ mình. ngân hàng, thanh toán qua thẻ ngân hàng qua internet banking này kia các thứ đó, thì bây giờ mình lại thấy Momo họ nói như vậy thì mình lại thấy mấy cái cổng, mấy cái thằng mà thanh toán qua thẻ ngân hàng qua internet banking không chừng nó lại không hiệu quả bằng Momo nữa. Bây giờ để Đúng rồi, qua qua ngân hàng không hiệu quả lắm, nhà em cũng thử, nhưng à. mà em thử chạy thử, nhưng mà Ừ. khách hàng người ta ngại Vậy bây giờ trong tuần này sao. nè, em xúc tiến đi, em mình có tư cách pháp nhân rồi, mình cứ ký hợp đồng với Momo trước để mình lấy những cái mã set code này kia đó, những cái mặt nơ, lấy code mặt nơ này kia, để khi mà code hoàn thiện rồi thì mình cứ việc nhúng vào bot. Ủa anh về bên đó là bên nào vậy, hay là bữa nào anh mà kết nối được anh cho em đi với. Rồi, thì chuẩn bị sẵn giấy tờ tư cách pháp nhân này kia đó, thì mình chỉ cần cần cái mình nói họ thì mình ký hợp đồng với họ thôi. Thì Momo họ hồi sáng họ báo là họ trả cái phí mà khi mà rút tiền từ ví Momo về, khi mà khách hàng thanh toán thì nó sẽ nạp vô Momo phải không? Thì Đúng rồi. mình rút cái tiền từ Momo về của mình đó, thì họ tính cái phí là 2,2%. 2,2%. 2,2% nhưng mà min là 3.000. Có nghĩa là nếu mà 100.000 thì 2,2% nó là 2.200, thì nó phải lấy 3.000. À. Đó, tức là cái phí là 2,2% nhưng mà cái phí mà min thì phải là 3.000 hả? Hôm hôm trước em cũng có tìm hiểu liên hệ với bên Nomo thì nó bảo là phải là người trong ngân hàng thì mới rút được. Không biết À. là mình có rút được đấy không? À không, cái đó là cái kia là cái kiểu mà giới thiệu 100.000, giới thiệu lấy 100.000 thì người ngân hàng mới rút được cái 100.000 đó thành tiền mặt. Ừ. Và thế thì ok rồi, thế thì vậy thì Đó thì đã giờ chủ yếu có là chuẩn bị sẵn giấy tờ kinh doanh, giấy phép kinh doanh này kia đó, rồi rồi anh để anh làm việc riêng sau với em, anh gửi cái đường link đó là em lên em tạo tài khoản trước, rồi sau đó thì mình tạo tài khoản trước thôi, để còn xác minh đó thì xác minh bằng cách đó là mình sẽ ký hợp đồng với họ. Tức là và hợp đồng của họ là cái mẫu có sẵn rồi, mình chỉ việc đặt bút mình ký thôi chứ nó không có điều chỉnh nữa. Rồi trong tuần này thì đợi mấy bạn kia mà ký hợp đồng xong thì mình sẽ bắt đầu làm việc trực tiếp với cái đội kỹ thuật của code của Momo nữa, thì để mình đã thông luôn. Còn việc cái code hiện tại thì đã có thể mình test thử sơ sơ thì mình thấy ra rồi. Tại vì Momo họ có một cái app để cho mình gọi là Momo test á, nó nạp sẵn 3 triệu mấy trong đó để mình quét, mình thanh toán thử. vậy thì hợp lý. Không rồi đau đầu vụ đó mà, bởi vì phải quyết phải tìm cho ra được cái hướng mà giải quyết cái vụ hoàng đơn. Mình tức cái vụ hoàng đơn chứ. Đúng rồi, em cũng tính bài đợt trước là em tính cũng mô đợt từ cái đợt mà nó có vòng quay gì đó, em nghĩ đến mô, nhưng mà đến lúc hỏi thì kiểu như là mình không làm việc với lại đội kỹ thuật bên đấy, thế là người ta cũng chưa chưa hiểu nắm rõ vấn đề của mình nên chưa giải quyết được. Còn bên Vinagame thì sao khóa. Mấy anh em còn lại đi, còn ai có gì hỏi, hoặc là bây giờ mình sẽ tạm ngưng để mọi người bắt tay vô mọi người setup thử, tại vì khi mà setup thì nó mới lòi ra vấn đề. Rồi ngày mai chúng ta học tiếp nha, chứ tuần này là mình liên tục đó, mình không có nghỉ ngày nào hết, ha? Mình không có ấy, chỉ trừ khi có đột xuất thôi.
coi như là tối ngày mai chúng ta làm tiếp 9 giờ. Ok. À, rồi ok. Rồi chúc cả nhà là hoàn thành tốt những cái ý tưởng gì trong đầu mình ha. Dạ. Yeah. Còn một số anh chị thì sẽ contact với trong inbox sao. Rồi bye bye nha. Chào cả nhà. Rồi.